Em xin chào cả nhà. Trưa nay lên áo và ba lẻ cho các chị nha cả nhà ơi. Áo bà ba em đang mặc là chất qua lụa Nhật nha các chị, 90.000 một áo. Quần em đang mặc là 70.000 một quần chất thun lai dông. Em đang mặc có size số 5 á chị Hồng Thu ơi. Size số 5 70 kg trở lại, cao 1m56, 57 trở lên giúp em. Chị nào hơi thấp người thì lên size giúp em ha. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Áo em đang mặc là mã xanh biển các chị, 90.000 một áo. Quần em đang mặc là 70.000 một quần. Ở trên live em sẽ chốt áo cho các chị trước nha. À, xuống khi mà mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị á, các chị có muốn lấy thêm quần đen á thì các chị đẹp nhà em nói mấy bạn lấy giùm em. Còn ở trên live á, em có quần màu thì em sẽ chút xíu em sẽ like quần màu cho các chị để các chị có thể lựa thêm để về các chị kết hợp. Nhưng mà trước tiên thì em sẽ lên cho các chị là áo lẻ với quần đen trước nha. Áo lẻ quần đen trước, quần đen thì khi nào xuống like nói với mấy bạn nhà em lấy nha cả nhà. Áo em đang mặc là giá 90.000 một áo, quần em đang mặc là 70.000. Áo là chất von lụa Nhật, quần là chất thun lai dông, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã em đang mặc là mã xanh biển cả nhà ơi, chốt em mã xanh biển nha. Rồi mã này lên giúp em mã hồng. Cái chị ơi, cái áo này nè, em mặc nó dọi cái ánh đèn á, cái ánh đèn livestream của em á là nó sáng nên là nó dọi ngược vô người em nên là cái da của em nó sẽ nổi lên ha. Nên là cái chị nhìn thấy nó mỏng vậy nè, còn ở ngoài thì khi mà cái chị mặc cái áo này và cái chị mặc cái áo ngực màu đen hoặc là màu xanh đen giúp em thì cái này nó sẽ không có bị, nó nhìn nó sẽ không có thấy gì hết nha mấy chị. Nha, tại vì nó là chất von lụa nên là khi mà em mà dưới cái ánh đèn nó chiếu ngược giống như mà mình đứng ở ngoài cái giống như cái ánh đèn nó chiếu ngược vô thì là cái da em nó bắt buộc nó phải dạ vô, nó chiếu thẳng vô những cái lỗ nhỏ 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 của cái von đó nha. Nên là cái chị đẹp nhà em khi mặc cái áo này thì cứ yên tâm nha, em bảo đảm là khi mà mình mặc lên nó sẽ rất là thoải mái, nó mát, nó nhẹ nha và nó không bị gò bó. Đặc biệt là cái này nó giống như cái chất gọi là chất von của mình mà nó đẹp hơn cái von là lý do nó có co giãn. Chị nào đã mặc rồi thì sẽ rất là ok, còn chị nào chưa mặc thì cái chị lưu ý giúp em nha, tránh cái tình trạng em gửi tới rồi kiểm tra hàng nói mỏng. Tại vì khi mà cái chị nhìn lên, cái chị cầm lên cái áo nó sẽ mỏng nha, nó không dày, tại vì nó là chất von nha. Nhưng mà khi mà mình mặc vô trong người nó sẽ rất là kín đáo, nói chung là không có thấy da thấy thịt gì đâu. Áo em đang mặc là mã xanh biển nha cả nhà, xanh biển size số 2 cho chế Kim Julie, xanh biển size số 3 cho chị Hà Phạm. Rồi thêm một cái lưu ý nữa là ví dụ như cô nào có tuổi một tí xíu mà mình có cái bắp tay, có cái bắp tay hơi to và cái ngực hơi to thì nhớ nói giúp em là em sẽ lên size cho cái chị cái áo này. Tại vì cái áo này là nó có độ co giãn nhưng mà cái form của nó lại ôm nha, cái form của nó lại ôm. Nên là ví dụ như là cô nào hơi có tuổi một tí xíu hoặc là chị nào mà hơi tròn người một tí xíu thì có thể là mình lên hẳn một size luôn giùm em, nó không có bị rộng đâu ạ. À, còn chị nào mà dáng người vừa người vừa gọn người thì ok, mình giữ nguyên cái size bình thường giùm em. Rồi. Đồ 6 mảnh thì hiện tại là em có nha chị ơi, em có nhưng mà cái không phải là mẫu mới mà cái mẫu đó em đã like rồi và nó còn lẻ size lẻ màu ha. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu hồng nha các chị. Lên giúp em màu này là màu hồng. Mỏng nhưng không hở là ok, nói chung là đẹp nha chị. Trong những cái bà ba mà em lên chất liệu vải cho các chị là em ưng nhất là chất liệu vải này, là đánh giá của em và đa phần khách hàng của em cũng đánh giá như vậy nha. Yeah. 1m55, 75kg chị Mai Lương mặc size số 6 giùm em nha. Rồi lên giúp em mã này nha các chị. Nhưng mà nếu như mà chị gọn người với lại là chị trẻ thì chị mặc vừa. Nhưng mà cô nào mà trên 60 tuổi mà 1m55, 75kg thì mặc cái áo này cho chị không vừa, hơi ôm đó. Còn ví dụ như chị gọn người thì chị mặc ok. Nói chung là trẻ tầm khoảng 30 mấy, 40 mấy hoặc là 50 mấy, nói chung là dưới 60 tuổi thì mình mặc ok. Tại vì thường những người lớn tuổi là những người mà cái thịt của người ta nó bị sổ, bắp tay đồ hay bị sổ, bụng hay bị sổ đồ thì mặc cái này á là nó vẫn vừa nhưng mà nó nhiều khi ôm quá mấy cô không có chịu. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu hồng nha cả nhà, màu hồng chị mặc rất đẹp.
Em cảm ơn chế Kim Julie. Lên với em mã hồng nha các chị, có em mã hồng. Thật sự luôn, khách nhà em là đánh giá cái áo chất liệu vải này là rất là cao. Và trên thị trường đến thời điểm hiện tại theo em biết thì chỉ có nhà em nha mới ra cái loại vải này thôi, còn tất cả khác là vẫn là hàng thun nha mấy chị. Lên giúp em mã này là mã xanh biển, ở quên xanh lá nha các chị ơi, xanh lá nha. Và cái lô này em like cho mấy chị là nó cũng hết luôn rồi, là cái vải này em hết luôn, là vải này là xưởng không có nhận về, xưởng không có đặt hàng về nữa, mấy chị không có nhập vải về nữa nên là cũng hết luôn rồi. Chốt em mã này là mã hoa các chị, nền nó là nền tím Huế nha. Lên giúp em mã này là mã hoa. Chốt em mã hoa. 1m65 70kg, mặt size số 5 nha chị Nguyên Thảo Nguyễn này. Xin chào cô Mai. Đồ kiểu hôm bữa là kiểu nào vậy chứ Cẩm Cúc ơi? Dạ chưa có nha chị Hồng Hạnh ơi, bộ bà ba ống rộng em chưa có like. Ủa anh em chưa có ra thêm. Mới nhờ chị Tư em cắt nha. Em chuẩn bị có cho cái chị là lô đó, nhưng mà lô ống đứng. Nhà lô ống đứng chứ không phải là lô ống đứng ống rộng á chứ không. Ống gọi là ống suông á chị, chứ nó không phải là ống rộng. Em mua nhà chị mấy bộ vải thun mỏng vừa mát vừa nhẹ mặc đứng dáng ai cũng theo. Dạ em cảm ơn chị Hà Phương rất là nhiều ạ. Xanh lá size số 4 còn không chị Điệp Thờ? Lá 4 em chốt cho chế Hiền Ngô. Mã hoa size số 2 cho chế Kim Julie. À, áo bà ba cách tân em còn hàng không ta? Cái lô áo bà ba cách tân của mình còn hàng thôi chứ Điệp. Hình như nó còn nhưng mà nó còn size nhỏ chứ ơi. Để chút xíu em coi coi còn thôi, em lên cho mấy chị nha, áo bà ba cách tân. Rồi lên giúp em mã này nha mấy chị, chốt em mã này là mã xanh đen. Chốt em xanh đen ạ, à, xanh đen. Sao ngược vậy? Trời tôi. Vậy đó, nhanh nhất đầu. Yeah. Cho em mã tím cả nhà ơi, lên giúp em mã tím nha. Mã tím. Cô nào có tuổi tí xíu có thể là mình lên size đi ạ. Nếu mà cô nào có tuổi hoặc là có ngực tí xíu mình có thể lên size đi cái mẫu này giúp giùm con nha. Còn ví dụ như chị nào mà trẻ dáng người vừa người thôi thì mình có thể giữ nguyên cái size. Em là 1m58 nha, em nặng 50kg và hiện tại em đang mặc size số 1 nha cả nhà. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã tím ạ, mã tím. Hồng size số 4 chốt cho chế Diệu Thơm. Xanh lá size số 3 cho chế Ngọc Sương. Ý xanh lá 3 hết. Đó là còn không chế? Còn hả? Nhiều lắm. Rồi ok, xanh lá 3 cho chế Ngọc Sương. Áo cắm tiên, quần ống le hả chị? À, quần ống le em sẽ ra thêm nhưng mà chắc là em sẽ mai có tay cho mấy chị đó. Tại một số chị không có mặc được tay cánh tiên. Mặc dù tay cánh tiên mặc chắc là mát. Vải này là vải von lụa Nhật như chị Hiền Lê. Rồi lên giúp em đỏ đô đi cả nhà. Đỏ đô thì hiện tại em chỉ còn 23.4. Cái này em phải kiếm đi chứ giờ hỏi chị Điệp, chị Điệp đâu nha. Không có, chị có ghi số. Có ghi mã số. Cái bông giống không? Vậy là hết rồi, không có cái bông giống đó. Chị đổi bộ khác hay là lấy bộ đó? Đổi mã 23.4. Vậy em phải kiếm nè. Tham ba là cái cạnh dưới đó. Đỏ đôi này còn xe máy gì, cái cục đó xe máy gì? Xe 4, xe 2. Cục đó xe máy, cục ngay tay chị á. Xe 4, 2, 3. Rồi đỏ đôi hiện tại em chỉ còn được có xe 1 với xe 4 thôi cả nhà. Đỏ đôi em còn được 1, 2, 4. Đỏ đôi xe số 3 em hết rồi, em còn xe 4 nha chị Hà Phạm ơi. Chị cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu chị đặt em? Cho em đi, em chăm cho nó dễ và nó nhanh. Đỏ đô hết size số 6 rồi chứ ơi. 6 nè. Size số 6 em hết đỏ đô rồi. Rồi lên giúp em mã này đỏ đô nha. Đỏ đô em chỉ còn 1, 2, 4 thôi. Đỏ đô em còn size 1, size 2 và size 4. Lên giúp em mã đỏ đô. Rồi mã này lên giúp em là mã đẹp. Đẹp em còn được 1, 3, 4. Xe 5 hẳn đâu chị? Xe 5 ở đây hả? 1, 5, 6. Rồi mã đẹp em còn được 5 cái. Mã đẹp em còn được 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 cho mã đẹp nha. Đẹp em còn được 1, 3, 4, 5. Đỏ đô xe số 2 cho chị Tôn Thí. Xe số 2 là 55kg trở lại, cao 1m55-56 trở lên giúp em nha cả nhà và gọn người giúp em nha. Cô nào lớn tuổi thì lên size giúp dùm con ạ. Áo là 90, quần là 70.
của chị Hoa Mặt Trời, nick cũ là số không mai bơm hàng nha chế. Đỏ đô cho mẹ 63 kg. Cao bao nhiêu chị Hà Phương ơi? 63 kg hay là mặc size số 5 nha chứ ơi, hay là size số 4 cho em? Chị cao đi mẹ, chị gọn người không? Chị Đặng An 1m55 nặng 59 kg, gọn người thì mặc size số 3, còn nếu mà tròn người thì lên size số 4 tròn người, hoặc lớn tuổi mua cho người lớn tuổi thì lên size 4 giúp em ha. 1m50 60 kg mặc size 4 chị Hiền Nguyễn. Áo là 90, quần em đang mặc là 70 chị. Lên giúp em mã này là mã đẹp. Mã đẹp em còn được size 1. Size 1, size 3, size 4 và size 5. Mã đẹp em còn được 1, 3, 4, 5. Áo là chất thun lụa nghe các chị ơi, von lụa Nhật nha, von lụa Nhật nha các chị. Xích cho em cái vàng ở cái vàng này. Rồi lên giúp em mã này là mã vàng nha cả nhà. Vàng em còn được 1, 2, 5, 6. Vàng em còn được 1, 2, 5, 6. Các chị đơn giúp em vàng nha các chị. Chị Hoa Mặt Trời là bơm hàng rồi chị nha. Chị lấy tên, chị lấy cái nick, chị toàn là lấy tên của ai không mà số không mai là cái nick cũ nha, bây giờ đổi lại thành cái nick mới là Hoa Mặt Trời. Đó, đơn á thì hôm bữa là đơn bưu điện gọi xe ba xong rồi là xem từ cháu nhận ngày 5 tháng 12. Bây giờ chị muốn mua hàng trở lại thì chị chuyển khoản 100%, em sẽ nhận đơn cho chị nha. Mã đẹp size số 2 em chốt cho chế Khiết Tâm. Chế Khiết Tâm lên giúp giùm em số điện thoại chế Khiết Tâm. Mã đẹp size 2 hay có còn? À, mã đẹp size 2 em hết rồi, không có còn đẹp 2 chứ ơi. Quên nữa, đẹp em còn được 1345 nha, 1345. Cái gọi gì vàng 2 em chốt cho chế Tôn Thí. Vàng 2 cho chế Tôn Thí. Vàng 3 em hết ạ. Vàng hiện tại em còn được 1256. Vàng em còn được 1256 nha cả nhà. Mã vàng này em còn được 1256. Đẹp 2 còn có. Còn hả? Rồi chị chốt cho chế. Rồi vậy là chị Thiết Tâm ơi, chị Thiết Tâm cho em số điện thoại nha. Mã đẹp em còn được cái size 2 nè. Nó lẫn lẫn trong đó đó chị Kiếm, chị Kỳ. Nó bị lẫn vô. Giống bà Hương vậy đó hả bạn? Dạ, tao banh nha. Bạn muốn tép ra banh luôn rồi. Thấy người ta banh này có lại hả? Rồi, có lại hả? Đỏ đô với mã đẹp. Chị Thúy Nguyễn ơi, chị gọn người thôi. Chị Thúy Nguyễn, còn nếu chị chọn người, chọn người chị lên size số 4 giùm em nha. Nếu chị đồng ý chốt xe số 4 thì em còn được mã đẹp xe 4 cho chị, còn đỏ đô ở dưới lại là toàn được mã đẹp với mã đỏ đô luôn, còn xe 3 thì em hết nha chị. Ba còn mã đẹp thôi mà. Rồi lên giúp em mã beo tím cả nhà. Beo tím em còn duy nhất xe số 1 thôi. Cái beo tím này đẹp lắm cả nhà. Mà ở trên live nhìn nó không có nổi dễ dễ nè. Đẹp 4. Còn cái hả chị? Còn cái. Đẹp 4 em chốt cho chế Hiền Nguyễn. Nha, nếu như mà mình tròn người tí xíu thì thôi mình lên xe 4 luôn cho chắc ăn, tại vì cái form này nó cũng gọn chứ nó không có bự nha cả nhà. Phải có một số cô chị khách nhà em á chốt theo cái size bình thường lại mặc không vừa. Đó là chị nào mà hơi tròn người hoặc là hơi có bắp tay tí xíu á thì mình lên size giùm em luôn. Chốt em mã này nha cả nhà, mã nâu. Nâu ha, lên giúp em mã nâu. Nâu em còn được size 1, size 2, size 3. 1 2 3 5. Mã nâu này em còn được 1, 2, 3, 5. Cái chị đẹp chốt em mã nâu nha. Áo em bận là mã xanh biển. Chị Khiết Tâm ơi, chị Khiết Tâm chốt lên giúp em xanh biển 2 đi chị. Chị Thúy Nguyễn ơi, vậy là em lấy cho chị size 4 nha. Đỏ đô với mã đẹp size số 4. Ok chị. Rồi lên giúp em mã này là mã nâu đi. Cái chị có gì cái chị nhấn ben vô tí xíu giùm em nha. Còn nách đồ này kia là bắp tay đồ là cái chị không sợ bị rộng. Tại cái form áo này nhiều chị khách của em mặc nó hay bị chọc ngay chỗ cái ngực à. Cái chị nào mà hơi có bắp tay tí xíu thì hay chọc cái bắp tay nè, tại vì cái này em may cái bắp tay nó ôm lắm. Cái vải này mà lên form rất là đẹp nha. Mã này lên em còn được size số 1, còn duy nhất một cái size số 1. 50 kg trở lại mặc vừa, chốt em mã M1 luôn đi cả nhà. Chốt em mã M1 luôn nha, còn được con cái là mã M1. Đó đâu size số 4 chốt cho chế Hiền luôn, Hiền Nguyễn. Xanh biển size số 2 cho chế Khiết Tâm. Rồi lên giúp giùm em mã này là màu xanh riêu. Chốt em mã bông riêu cả nhà ơi. Bông riêu còn có cái size 1 thôi chứ. Bông riêu em cũng còn được một cái size số 1 luôn cả nhà. 50 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã bông riêu. Rồi bông tím. Bông tím em còn được size 1, size 2 và size 1, size 1, size 2 cả nhà ơi. Size 6. Size 6.
126 cho mã bông tím. Lên giúp em mã bông tím nha. Bông tím em còn được size 1, size 2 và size 6. 126 cho mã bông tím. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã kem. Kem em còn được size 1 với size 2. Chốt em mã kem cả nha. Kem em còn được size 1 với size 2. Rồi em hết nha các chị ơi. Chỉ còn một áo này nữa. Này em còn duy nhất cho em size số 6 rồi. Lên giúp em mã M6 luôn. Hai cái size 6. Chốt em mã M6. 71, 72 kg đến 75, 76 kg mặc vừa. Lên giúp em mã M6. Mã M6 tại em mặc cái quần đen á chị. Tại em mặc cái quần đen á nên là lên nó chói vậy đó. Với cái áo em đang mặc nó cũng màu đen nữa nè. Thường mà lên đen là nó hơi bị chói vậy đó. Nhưng mà các chị nhìn vẫn được ha. Nhìn em nhìn tự nhiên mặt em nhìn đồ thôi mấy chế. Chốt em mã này nha mấy chị ơi. Lên với em mã này là mã kem nha. Màu đen lên nó hay bị vậy đó chị. Với lại là buổi trưa cái ánh sáng của nó nhiều á nên nó bị vậy đó. Lên với em mã này là mã bông tím cái chị, bông tím. Kem size số 3 em hết là chị Đặng An thôi. Kem em chỉ còn size 1 với size 2 thôi. Rồi xanh biển nha cả nhà. Chốt em mã xanh biển nha. Rồi mã vàng này em còn được size 1, size 2, size 5 và size 6 nè. 1, 2, 5, 6 cổ tròn. Chờ em tí xíu đi chị Su Su. Bây giờ lên cổ tim cho nó xong cái cổ tim đi. Rồi lên cổ tròn sau ha. Rồi chốt em mã này nha các chị. Cổ tròn hôm bữa mình còn cái mẫu ở ngoài không chị đi. Cổ tròn thì em cũng có nhiều bông hôm bữa vậy đó. Có 5 bông hôm bữa, 5 màu. Lên giúp em mã vàng đi cả nhà. Vàng em còn được size số 1, size số 2, size số 4 và size số 5. Các chị mua cổ tròn thì chờ em tí xíu. Không có chỗ đó luôn hả? Dạ không. Rồi lên giúp giùm em là 1, 2, 4, 5 cho mã vàng. Các chị cái vàng này rất là đẹp ha. Vàng này các chị mặc với quần màu trắng hoặc quần màu kem cũng rất là đẹp. Chị Hương hoặc là chị Điệp bước qua thảy cái quần ra thì em thảy quần ra để, rồi bán đi chị. Bán xong luôn chị. Vàng size số 2 với size số 4 em chốt cho cái Nhã Lê. Ok cái Nhã Lê. Ủa vàng không có size 4 nha chị Nhã Lê. Vàng em chỉ có size 2, 1, 2, 5, 6 nha chị. Vàng size 2 em chốt cho chị Nhã Lê được cái vàng size 2 nha. Vàng size 4 em không có. Rút cho em cái quần màu giống như màu da vậy chị. Đúng rồi. Nó còn xe máy với xe máy này chưa. Em nhớ đó là xe máy thì nó còn có 3 cái. Cái này xếp theo màu luôn đi chứ đẹp. Chứ đẹp quăng ra cho chị Hương soạn theo màu luôn đi chứ dễ chị đẹp. Đừng có bỏ theo size. Bỏ theo size khó nhìn chứ. Đúng không? Theo size khó nhìn chứ. Nó còn tùm lắm chứ, nhiều khi nó lẻ hết. Bây giờ nhìn không biết cái size nào còn cái nào chưa. Nó giờ like theo màu, nên màu nào còn cái size mấy chốt cho nó đẹp. Đây cái màu vàng các chị có thể mặc với cái quần màu này nè, rất là đẹp luôn. Khi mặc với quần màu nhìn nó sẽ trẻ trung hơn nha. Em không có cổ vuông chị Năm Út. Với lại chị Năm Út có một đơn hoàng ở bên em ha. Muốn mua lại thì chuyển khoảng 100% giùm em. Mã vàng em hết size của chị rồi chị Đặng Long. Áo là 90, quần là 70 như chị Nguyễn Thị Huệ. Ship 25.000 trên đơn. Vàng em hết size 3 của chị rồi chị Bùi Thiết Kiều. Không như chị Trần Oanh ơi, hiện tại là cái lô này em không có chọn chị. Rồi áo em đang mặc cả nhà. Chị nào chốt cái quần thì lên giúp em là quần kem, quần da luôn ha, quần màu da luôn. Quần này các chị có thể là mặc với lại là áo màu vàng. Với lại là nói chung là các chị phối rất là dễ. Mặc với cái áo màu cái áo màu kem hoặc cái áo màu nâu hồi nãy cũng được. Hoặc là cái áo mã xanh đen các chị mặc, các chị phối vô cũng ok. Vàng em nhắc lại cái size. Em còn được size 1, size 2, size 5 và size 6. Vàng em còn được 1, 2, 5, 6. Chế nào vô cái size đó thì chốt. Còn 3 với 4 là em hết rồi.
Quần em đang mặc là quần kem, quần đen. Mấy chị muốn lấy quần đen thì xuống nói với mấy bạn chốt đơn. Còn quần màu thì chốt ở trên live giùm em nha. Em đang mặc là quần màu da, áo là mã vàng. Quần đen khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nói mấy bạn lấy chị Nhã Lê. Quần đen em không có chốt ở trên live. Rồi lên giúp em mã vàng nha mấy chị, mã vàng nha. Quần là quần màu da giúp em. Quần là 70. Rồi mã này lên giúp em là mã xanh đen nha cả nhà, chốt em xanh đen. Xanh đen em còn được size số 1, size số 2, size số 3, số 4. 1 2 3 4 mã xanh đen. Quần da size số bao nhiêu ký chị Hà Phạm? Quần da chị lấy từ size cho người bao nhiêu ký ạ? Không biết size thì lên cân nặng chiều cao em tư vấn size chị. Xanh đen size 3 với size 4 em chốt cho chế Nhã lên. Quần em đang mặc các chị có thể là phối với cái áo màu xanh đen này ha, hoặc là các chị phối với cái quần màu đen cũng rất là ok. Quần màu đen xuống like thì nói với bạn nhà em lấy, còn quần màu thì lấy ở trên like giùm em. Rồi lên giúp em những chị quần màu da 70 nghìn một quần, quần ống rộng. Áo xanh đen size số 3 cho chị Hà Phạm. Size 3 là 60kg trở lại và cao 1m56-57 trở lên giúp em nha mấy chị ơi. Gọn rồi giúp em nha, cô nào lớn tuổi hoặc chị nào hơi tròn người tí xíu thì size giùm em. Xanh đen 58kg cao bao nhiêu vậy chị Đặng Long ơi? Cho em cái chiều cao đi, chị cho số ký cho em luôn cái chiều cao như chị. 90.000 một áo, quần em đang mặc là 70.000 chị. Xanh đen size số 3 cho chị Lâm Thị Tiết. Cô nào lớn tuổi thì có thể lên size giùm con nha mọi người ơi. Tại vì thường lớn tuổi thì thường mặc chật cái bắp tay nè nha, tại vì form này mình may ôm chật chật tí xíu mấy cô, ôm ôm tí xíu mấy cô không có chịu. Rồi lên tiếp giùm em mã này nha các chị. Không có miễn ship nha cô Thủy Nguyễn. Phí ship là 25.000 trên một đơn. Chị Đặng An 0837077 0837077807. Số điện thoại này là số đúng chưa chị Đặng An ơi? Em không biết chị có đi đơn được bên em lần nào chưa nha. Ngày 27 tháng 4 chị có một đơn ở bên em là gọi thay bao nha chị. Xanh đen xe số 3 cho chị Đặng An. Xanh đen xe số 3 cho chị Nguyễn Gia Hưng. Màu xanh đen xe số 3 cho chị Bùi Thúy Kiều. Em không có quần size XL, cho dùm em cái số ký thì chị Hà Phạm. Em xin số ký mà chế lên XL gì. Ở cái quần này em theo một size 1, 2, 3, 4, 5 chứ không có XL, ML gì hết nha chế ơi. Nên chế lên số ký được dùm em đi ạ. À. Còn không thì ví dụ như cái áo mình mặc size 3 thì một là quần mình mặc size 3, hai là quần mình mặc size 2 cũng được. Vậy em lấy cho chị một cái quần màu da size số 2 nha, chứ không có size XL. Còn không thì lấy quần size số 3. Còn size 3 không chị? Còn size 3 lấy size 3 chị. Rồi một cái áo xanh đen size số 4 cho chị Thúy Nguyễn với một cái quần màu da size số 3 nha chị. Quần da size 4, áo màu da size 4 ha. Size 3 cho chị 5 mấy ký. Vậy là số điện thoại này đúng đúng không chị? Tại vì em thấy nó ở trên đây thì em nhắc chị thôi. 1m57. Chị nào lớn tuổi hoặc là có bụng nhiều thì có thể lên size giùm em nha cả nhà ơi, tại vì form này nó cũng ôm nha cả nhà. Rồi quần màu da là 70 luôn nha. Rồi chị nào lấy quần màu đen thì xuống like nói với mấy bạn nhà em lấy giùm em nha. Chị nào chốt quần màu da nữa thì lên giúp em nha cả nhà. Quần rất là đẹp. Quần màu lâu lâu em mới có đó chị. Ở cái quần này cái sao còn chị nào còn thiếu cái quần đó nè. Đó, hai chị có là cái áo size 3 với cái quần. Chị Thúy Nguyễn là một cái xanh đen size số, áo xanh đen size số 4. Rồi, quần size số 3. Một cái rồi một cái của chị Hà Phạm. Áo size 3, quần size 3. Áo size 3, quần size 3. Chị Hà Phạm có cái áo màu xanh đen rồi đó. Coi ở đâu thấy lại cho mình. Không lấy thẳng thì đàn em nó còn có 56 kg mặc size 3 giùm em như chị Ngọc Lan.
bọc của em nè. Chốt em mã này là mã hồng đi cả nhà. Hồng em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hồng em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các chị lên giúp em. Còn cái quần màu hồng đất thì cháy đưa em. Mã hồng giúp em đi cả nhà. Hồng này em còn được 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Và em còn được một cái màu, một cái quần màu hồng đất gì nữa. Cái quần này là size số 3, là chị nào mặc áo size số 2, size số 3, size số 4 thì các chị mặc được. Rồi lên giúp em mã hồng nha. Em còn được có một cái quần màu hồng đất size số 3 thôi. Rồi chị nào lấy mã hồng thì lên mã hồng giúp em. Còn không thì các chị mặc với quần màu trắng, hoặc là các chị mặc với quần màu đen. Đỏ đâu size số 3 em hết rồi chị Ngọc Lan thôi. Hồng 3 em chốt cho chị Lâm Thị Tiết. Hồng 3 cho chị Đặng Long. Chị Đặng Long 58kg, cao bao nhiêu vậy chị Đặng Long? Em hỏi cái chiều cao nãy giờ chế không có trả lời mà chế chốt. Chế chốt 58kg không à. Mình cao bao nhiêu cho em xin cái chiều cao đi chị. Xanh đen 58kg nãy giờ chị Đặng Long có chưa Nguyên? Em coi dùm chị cái mã số 33. 58kg cao bao nhiêu chị ơi, để em biết em tư vấn size cho. Còn nếu như mà chị đã biết cái size rồi á, thì em không hỏi nữa nha. Còn biết cái size rồi thì lên thẳng cái size giùm em luôn đi, khỏi lên số ký nữa. Áo em đang mặc là 90, quần là 70 như chiếc Kim Chi ơi. Để thôi em gửi tới rồi kiểm tra hàng nó không vừa hôm này kia rồi lại là la âm sùm lên nữa nha. Hoặc là hoàn hàng về nữa. Tại vì cái form này em hỏi kỹ cái số ký, lý do là bữa giờ em like có một số cô á với một số chị á, là lấy đúng cái size nhưng mà mặt nó hơi ôm. Nên là hỏi kỹ để em biết em tư vấn những chị mà 58, 59, 60kg mà cho em luôn cái chiều cao nha. Chị Nhã Lê Hồng 3 em lấy luôn cho chế là quần ha. Nên là em mới hỏi kỹ như vậy chứ bình thường em chốt cho mấy chị á, nếu như mà chốt đại chốt mà về mặt không vừa, vừa không vừa, vừa tính sao thì nó khác nha mấy chị. Hồng 3 với quần hồng em chốt cho chị Nhã Lê luôn. Chị Thúy Nguyễn ơi em hết quần hồng rồi, em chốt cho chị một cái áo hồng được không? Được thì chị ok giúp em nha. 58kg cao 1m54. Là chị mặc size số 4 cho chắc ăn nha. Đồ bộ to là em còn cái mẫu này không nè chị Huyền Ngô. 55kg trở lại mặc vừa. Em không có còn size khác nha, một mẫu tôm đùi thôi ạ. 1m55, 58kg gọn người mặc size 3 nha chị Đặng Lon. Gọn người thì mặc size 3, còn nếu như mua cho người lớn tuổi thì lên size số 4 giúp em nha chị. Chớ em mã này là mã hoa, các chị mã hoa. Chốt em mã hoa nha mấy chị. Rồi chị Đặng Loan là lấy xe 3 ha. Chị đèn hỏi chị nó màu. Chốt giúp em mã này là mã hoa đi cái chị, mã hoa rất là đẹp. Một áo chị đồng ý đi đơn và chị đồng ý nhận hàng thì em sẽ đi nha, chị đi bình thường nha. Hoa ban chốt cho chế Lily Nguyễn. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Áo em đang mặc là 90, quần em đang mặc là 70, phí ship là 25.000 trên đơn ha. Hoa ban chốt cho chế Nguyễn Gia Hưng ạ. Cái chị đẹp nhà em tranh thủ mua đi, cái lô này áo rất là đẹp các chị, vải đẹp nữa. Cái lô này là lô cuối cùng của cái chất liệu vải von lụa Nhật á, em không có còn giải von lụa Nhật để ra cho mình nữa. Chị Kim Ngân mặc size số 1 hết hả chị? Chị Kim Ngân mặc size số 1 hết hả chị Kim Ngân? Cái mã này là mã hoa chứ không phải mã tím nha chị Đặng Loan, lên đúng cái mã em đọc giùm em nha. Cái mã tím là cái mã khác nha chị.
rồi, ok chứ Hà Phạm. Em like trực tiếp cho chị bình luận đúng thì em lấy đúng cho mấy chị thôi nha. Hoa 4 em chốt cho chị Nguyễn Nguyễn. Còn chị Đặng Long bình luận cái mã tím là mã khác. Đây mã này mới là mã tím nè, còn cái mã em mặc là mã hoa. Hoa 3 cho chị Đặng Long. Rồi lên giúp em mã này là mã tím nha cả nhà. Tím hiện tại em còn được size số 1, size số 2, size số 3. Bốn còn không chị? Còn 1 2 3 4 5 6 luôn. 1 2 3 4 5 6 luôn. Bữa nay đứng gần cái đèn nó chói dễ sợ. Bữa nay ánh hào quang quá rồi, chói quá chói ha. Đi gần là nó chói luôn. Tím ba em chốt cho chế Ly Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn, chị vấn đề gì chị gửi vào Messenger giùm em nha. Rồi em lên đó em giải quyết cho mà. Ở trên live em không có giải quyết cho chế. Mã hoa xe số 5 cho chị em Nguyễn. Thì lấy xe 3 hết rồi đó chị Đặng Long. Tiếng xe 4 cho chị Nhã lên. Cái chị mua hàng bị chật, bị lỗi, vui lòng chụp hình gửi vào Messenger giùm em và nói ừ em ơi cái áo này chị mặc bị chật hay bị cái gì thì nói giùm em luôn nha. Và để lại giúp giùm em số điện thoại để bên em biết, bên em liên hệ để hỗ trợ đổi trả cho cái chị. Có nhiều chị kêu chụp hình, cái chụp cái hình qua không mà không có nói gì trơn, không biết ví dụ gì luôn. Tiếng xe số 3 cho chị Hà Phạm. Ok chị Hà Phạm. Tiếng 3 cho chị Đặng Long. Trên cái máy của em thì em thấy ở ngoài sao ở trên live nó y chang vậy đó chị Nguyễn Gia Hưng, còn ở bên máy của chị thì em không biết nha. Thì cái màu này ở ngoài nó là màu tím quế đó chị. Cái màu tím này ở ngoài, nha, ngoài nó là màu tím quế đó. Còn trên máy của em là em thấy nó y chang nha mấy chị, không có khác màu. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là mã tím nha. Tím em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mã đẹp. Xanh biển, xe 6. Hoa xe số 5. Hoa xe số 5 em hết. Chị Quỳnh Phụng, hồng xe số 2. Rồi em chốt cho chị được 2 áo xanh biển 6 với hồng 2, còn hoa 5 là em hết nha. Rồi lên với em là xanh đen, ở quanh cái này là mã đẹp. Cái mã hoa này á hả Linh, cái mã hoa này còn size lớn nè, Linh lấy size số mấy? Cái này còn tới size số 6 luôn nè. Cái này còn size 6 Linh có lấy không? Cái mã hoa này nè, size 6 là tầm khoảng 70-75kg. Size 5 thì hết rồi, size 5 là 65-70kg thì hết mã hoa. Ok, rồi chốt cho Linh một cái mã hoa size số 6. Ok. Size 4, size 5, áo bà ba đen 70kg, chị Laura đặn chốt như vậy em không có hiểu. Quần áo bà ba đen là cái gì chứ ơi? Em đang like áo bà ba bông chứ có thể chốt áo bà ba bông giùm em được không à? Lên theo cái mã giống như mã áo em đang mặc vậy đó. Ủa em nói vậy đó. Chế đừng có diễn tả nha. Chế diễn tả theo cái ý của chế, em không biết cái nào hết á. Còn ví dụ như chế lấy áo bà ba thì chế ghi áo bà ba màu để em biết. Còn em đang like là áo bà ba bông, nó sẽ lên theo mã bông nha chị. Rồi lên cho em mã đẹp nha cả nhà. Đẹp em còn được size số 1, size số 3. 1, 3, 4 còn không chị? Còn cái vàng đồng thảy lên cho em luôn chứ. Em còn được 1, 3, 5. Mã đẹp em đang mặc là còn được 1, 3, 5. Cả nhà chốt giúp em 1, 3, 5, 1, 3, 5 nha cả nhà. 1, 3, 5. Mã hoa size số 3 em chốt cho chị Ngọc Lan. Đẹp 3 cho chị Đặng Long. Mã vàng đồng này em còn đựng cá size 4 là cái chị 60-65kg. Còn một cái duy nhất size số 4 chế nào chốt giúp em mã vàng đồng. Đẹp size 3 mình còn không chị?
đẹp ba cho chế Hà Phạm. Chị Thủy Nguyễn ơi, em đã lên từng bông cho mình hết rồi, chị ưng cái nào thì chị bình luận chị lấy giùm em ha. Với lại chị là cho em cân nặng chiều cao, tại vì em thấy cái avatar của chị là chị lớn tuổi đó, có thể là lên size giùm em nha, lên cân nặng chiều cao giúp giùm em. Với lại là chị chọn mã áo giúp em ạ. Mã hoa size số 4 em chốt cho chế Sang Nguyễn. Vàng đồng em còn được một cái duy nhất cho chị. Hoa 4 em hết rồi nha chị Sang Nguyễn nha. Hoa em hết size số 4 rồi. Còn rồi lên giúp em vàng đồng đi cả nhà. Vàng đồng em còn được một cái size số 4 duy nhất à. Chốt em mã vàng đồng. Rất là đẹp luôn nha. Vàng đồng. Rồi đỏ đô đi các chị. Đỏ đô em còn được size 1. Hết 4 luôn hả chị? Rồi còn được có một cái size 1 duy nhất. Chị gì hồi nãy chốt ba cái áo, kêu một áo này một áo kia, gì em hỏi mặc size 1 luôn hay gì không có thấy trả lời là em không có lên bill nha chị. Mã đẹp size số 3, vàng đồng chị lấy size 4 hay gì chị Đặng An? Đẹp 3 còn cái. Đẹp 3 cho chị Đặng An, còn vàng đồng chị lấy size 4 hay gì? Nếu mà lấy vàng đồng 4 thì lên giúp em vàng đồng 4 nha. Đó đưa em còn một cái size số 3 nha cả nhà. Chị nào, cái chị ơi, ví dụ như em đọc đó là vàng đồng còn một cái size 4, thì ví dụ mấy chị muốn lấy size 4 thì mấy chị lên giúp em vàng đồng 4 luôn. Chứ mấy chị lên vàng đồng không á, em không có biết chị mấy chị mặc size mấy. Lỡ như mấy chị mặc size 1, size 2 gì đó, em gửi cho các chị cái size 4 nha. Xong rồi nó ủa sao cái size của chị size khác thì gửi cho chị cái này. Tại vì em còn có một cái size 4 à. Là em báo size rồi, mấy chị đã đồng ý chốt cái size 4 thì mấy chị lên giúp em là vàng đồng 4 luôn giùm em nha. Đỏ đô hết rồi Linh ơi, đỏ đô còn có cái size 1 à. Rồi vậy là vàng đồng size số 4 em chốt cho chị Nhi Lê. Là em hết vàng đồng 4. Vàng đồng 4 cho chị Nhi Lê nha. Đỏ đô em chỉ còn duy nhất một cái size số 1 thôi à. Xanh lá thì cả nhà, xanh lá này đẹp nè. Xanh lá em còn được 1, 2, 3, 4 5 với 6 em hết rồi. Xanh lá em còn được 1, 2, 3, 4 nha cả nhà ơi, xanh lá. Mã xanh đen size số 3 cho chị Đặng An. Xanh đen size số 3 hồi nãy chị Đặng An có rồi. Quỷ đơn đi chị. Xanh lá size số 3 cho chị Lily Nguyễn. Em coi của chị Đặng An có xanh đen rồi đúng không Quy? Mã số 30 cuối. Xanh lá size số 3 cho chị Đặng Long. Xanh lá em còn được 2 chứ không có còn 1 luôn mấy chị. 2, 3, 4. Còn có 3 size. Xanh lá em còn được size 2, size 3 và size 4 nha. Xanh lá 4 cho chốt cho Mỹ Linh. Xanh lá em còn được 2, 3, 4. Rất là đẹp cả nhà ơi. Áo này mặc vừa đẹp vừa mát nha chị. Xanh lá size số 3 cho chế Thanh Hằng. Chốt em mã xanh lá nữa nhà, xanh lá rất là đẹp luôn. Xanh lá 4 cho chế Sang Nguyễn. Em còn được mã này size số 6 duy nhất nha các chị ơi. Rất là đẹp luôn nè. 71-72kg đến 75-76kg mặc vừa. Áo này mặc cái chị mặc lên trắng da lắm. Lên giúp em mã M6. M6 nha, lên giúp em mã M6 à. Năm cái quần đen size 6, size nào quên size 4 cho chị Laura Đặng. Mình còn quần đen 4 không? M6 cho chế Mỹ Linh. Ủa quên, cho Mỹ Linh, cho mẹ, cho Linh. Quên, còn anh nhớ cái đó nổ đi rồi còn cái. Còn cái rồi chị. Size 3 em còn được xanh đen là chế. Size 3 em còn được xanh đen. À, em còn được mã hồng, mã tím, mã nâu, mã xanh lá, mã hoa với mã xanh biển. Size lá 3 em chốt cho chế Phương Hồng. Đây mã nâu là mã này nè cả nhà. Nâu là em còn được size 1, size 2, size 3. Nãy size 4 còn không chế Hương? Hết 4 đúng không? 1, 2, 3, 5. Mã nâu em còn được 1, 2, 3, 5. Chị đẹp chốt em ha. 1, 2, 3, 5 cho mã nâu.
nâu này cũng rất là đẹp nè. Em còn được 1, 2, 3 năm chốt giúp em nha cả nhà. Mã M6 không có size 1 chị Hằng Nguyễn ơi. Size 1 còn mấy cái bông đẹp đẹp không nè. Size 1 em còn được cái bông riêu nè, 50kg trở lại mặt dừa, cái bông riêu rất là đẹp, bông riêu nha. Đây cái bông tím này là xuất sắc luôn. Bông tím này là em còn được 1, 2, 4, 6. Ủa 1, 2, 6 chứ 4 còn hả chị Hương? 1, 2, 6. Cái bông tím này em còn được 1, 2, 6 nè. Rất là đẹp luôn, bông tím. Bông tím em còn được 1, 2, 6. Rồi mã này là mã M1. Còn một cái duy nhất. Mã M1. Mã M1 em còn cái duy nhất. Rồi cái này lên giúp em là mã beo tím. Cái beo tím này cũng đẹp nữa nha. Beo tím này ở ngoài nó mới đẹp chị. Trên line nó không đẹp lắm. Beo tím này em còn duy nhất size số 1 luôn. Rồi em lên lại bông cho các chị một lần nữa nha. Em lên lại bông cho các chị một lần nữa và em báo size luôn nha cả nhà. Em đang mặc là xanh lá. Xanh lá hiện tại em còn được 2, 3, 4. Mã hồng em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em mã hồng. Rất là đẹp luôn. Hồng em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em mã hồng. Xanh biển. Xanh biển còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Chốt em mã xanh biển. Hồng 3 em chốt cho chế Lily Nguyễn. Xanh biển em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn các chị. Chốt em mã xanh biển. Vàng. Vàng em còn được 1, 2, 5, 6. Vàng em còn được 1, 2, 5, 6. Xanh biển 3 em chốt cho chế Lily Nguyễn. Vàng em còn được 1, 2, 5, 6. Các chị đẹp chốt em. Mã vàng này rất đẹp luôn nha cả nhà. Vàng này các chị mặc với cái quần màu này nè. Cái quần màu da hồi nãy em lên nè nha. Chị nào thích trẻ trung hơn thì mặc cái quần màu da. Còn không thì các chị mặc với cái quần màu đen. Xanh biển 3 em chốt cho chị Đặng Lon. Vàng 5 đi chế Sang Nguyễn. Là em hết vàng 5. Vàng hiện tại còn được 126. Vàng hiện tại còn được 126. Rồi lên giúp em mã này là mã tím. Tím em còn được xe 1, xe 2, xe 3. 4 còn không chứ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Mã tím. Tím em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em mã tím cả nhà, mã tím. Rồi mã hoa. Hoa là em còn được 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6 cho mã hoa. Cái nền này là nền tím Huế giúp em nha. Nền tím Huế nhưng mà nó là mã hoa giúp em. Em còn được 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6 cho mã hoa. Tím 2 em chốt cho chị Loan Nguyễn Nguyễn. Size 2 là 55kg, cao 1m55, 56 trở lên giúp em nha cả nhà. Chị nào 56kg thì lên size 3 giúp em luôn nha. Áo này phơm nó gọn à. Rồi xanh đen. Xanh đen em còn được 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cả nhà ơi. Xanh đen em chỉ còn 1, 2, 3, 4 thôi cả nhà chốt giúp em ạ. Rồi chị Thanh Hằng là một cái tím. Em đọc này cái gúc xe 3. Một cái tím 3. Một cái hồng 3. Một cái xanh biển 3. Với một cái hoa 3. Ok chế Thanh Hằng. Tím 4 em chốt cho chế Sang Nguyễn. Rồi em mặc em cầm là xanh đen. Cả nhà xanh đen em còn được 1, 2, 3, 4. Cả nhà chốt giúp em ha xanh đen. Xanh đen em còn được 1, 2, 3, 4. Rồi mã này lên giúp em mã đẹp. Đẹp là em còn được 1, 5. Mã đẹp em còn được size 1 với size 5. Lên giúp em mã đẹp ạ. Đẹp em còn được size 1 với size 5 cả nhà ơi. Mã đẹp. Rồi lên giúp em mã này nha. Mã này lên giúp giùm em là mã bông tím. Bông tím em còn được 1, 2, 6. Bông
lông tím em còn được 126 cả nhà. Chớ em mã bông tím. Bông tím em còn được size 1, size 2 và size 6. Đỏ đô em còn được một cái size số 1, 50kg trở lại mặt giường. Chớ em đỏ đô. Beo tím em còn được một cái size số 1, giống em mã beo tím. Đấy chứ là ba thun lưới xuống luôn chị em này. Chế nhận được đầu rồi, bộ tím đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chế Mai Cao. Hôm qua gửi hôm nay nhận được rồi hả chế? Mã em bò 1 giúp em. Hôm nay có chồng. À quên. Con đi cưng là có chồng. Chốt em mã em bò 1 cả nhà ơi, em bò 1. Rồi em cho anh lại gấp cho em phải đi thương. Rồi đây là mã bông riêu. Chốt em mã bông riêu. 4 bên dưới là 3 để cho em. Rồi cái này lên giúp em mã nâu. Áo 90 quần 70 chế ơi. Mã em M6. M6 là còn một cái size số 6 thôi. Rồi mã kem em còn được size 1 với size 2. Mã kem này em còn được size 1 với size 2. Cái chị đẹp giúp em mã kem. Rồi em lên cho cái chị áo là 3 cổ tròn nha. Áo lẻ là 90, quần em đang mặc là 70, chị ship 25.000 trên đơn. Chốt em đang mặc là chốt ron lụa Nhật. Em lên cho cái chị áo là 3 cổ tròn. Áo là 3 cổ tròn là form nó nhỏ nha mấy chị. Không phải là form nó nhỏ mà là một phần là do cái cổ tròn á, nó cao ở trên nên là thường cái chị mặc nó hay bị chọc trên chỗ cái kích á. Đó là ví dụ như chị nào mà có cái kích hơi tròn chị đầy đặn một tí xíu. Thứ hai là hơi tròn người và hơi có cái bắp tay tí xíu thì các chị đẹp nhà em lên thẳng một size giùm em luôn. Cái form này thì có thể là dính được nha, nhưng mà cái form cổ tròn là phải lên size. Nếu mà chị nào tròn người còn chị nào gọn người thì thôi. Rồi mã em đang mặc là mã kem nha mấy chị. Dâu chế đâu rồi? Dâu ơi, chế Mai Cao kiếm kìa. Mai chồng kiếm rồi cơ. Được, gối luôn nghe chế ơi, chẳng ăn đám cưới mới được mặc áo bà ba đi đưa dâu. Cưới dâu này là ok luôn nha chứ Mai Cao. Nguyên shop em mặc áo bà ba đi đưa dâu. Dâu đâu rồi kìa? Size 5 hả kìa. Chị Nhiên Lê ơi, size 5 hình như em còn không có đủ 5 bộ đâu chứ. Size 5 chắc nó còn chừng 2 hoặc là 3 bộ à. Mà nó cùng một kiểu nó chỉ khác màu thôi. Áo bà ba em đang mặc là 90.000 một áo, quần em đang mặc là 70.000. Bữa nay cái chị thông cảm giúp em là không biết sao mà nó bị chói nha mấy chế ơi. Mấy chế thông cảm giùm em nha, nhìn nó hơi chói chói, nó hơi khó chịu mắt không biết xíu. Bị chói rồi. Bữa nay cái mặt em á vàng khè không biết sao nữa. Khúc giùm em mẫu đi chứ. Nó quần đen đó chị mà. Áo bà ba là 90, còn quần em đang mặc là chốt phun la dông là 70.000 một quần. Rồi áo bà ba cổ tròn là chế nào mà tròn người hoặc là có bắp tay hoặc là lớn tuổi thì lên một size giùm em nha, mặc mới vừa nha. Còn chị nào mà dáng người mà gọi là gọn người rồi thì ok, cứ giữ nguyên size giùm em. Nó cũng có co giãn nữa mấy chị, nhưng mà do là nó cổ tròn á nên một số chị mà thích mặc rộng rãi thoải mái tí xíu hoặc là lớn tuổi tí xíu thì không có thích mặc nó bó quá nha. Rồi áo bà ba cổ tròn cũng bằng giá luôn, chốt là chốt von lụa luôn nha mấy chị, von lụa Nhật luôn nha. Cái này em có 5 bông thôi. Lên giúp em mã em đang mặc là mã hồng. Hồng cổ tròn giúp em. Hồng cổ tròn nha. Em là 1m58 nặng 50kg, em đang mặc size số 1. Chốt thì nó đều có co giãn nha mấy chị. Chị nào hơi tròn người tí xíu thì cứ mạnh dạn lên size giùm em mấy chị, không có sợ bị rộng đâu. Chốt em mã em đang mặc là mã hồng đi cả nhà, mã hồng, hồng cổ tròn, lên giúp em là hồng cổ tròn. Tại sợ bị hồng hòa lộn với cái hồng cổ tim hồi nãy. Hồng cổ tròn size số 2 em chốt cho chế Thí Kiều. Hồng size số 4 còn không chứ Điệp ơi. Hồng size số 4 em còn á, chế Thí cho chế Hậu Nguyễn ơi. Hồng size số 4 cho chế Hậu Nguyễn nha. 53kg cao bao nhiêu chị Thí Kiều ơi? 53kg chị cao bao nhiêu? Hồng cổ tròn size số 4. Còn cái nữa. Chốt cho chế Hà Phạm là em hết. Chế Thí Kiều 53kg cao bao nhiêu chế Thí Kiều? Cao 1m55-56 trở lên thì ok size 2 nha chế. Lên giúp em mã này là mã hồng đi cả nhà, chốt em mã hồng, hồng cổ tròn nha. Đẹp size giúp em.
size lớn nhất của mẫu này là size bao nhiêu ký, size mấy nhỉ chị? Size 5, size lớn nhất là size 5 nha chế su su cà rốt. 1m55 53 kg gọn người thì lấy size 2 đi chị. Size số 4 chứ không phải là mã số 4 nha chị Hậu Nguyễn. Size số 4 63 kg mình cao bao nhiêu vậy chị Hậu Nguyễn ơi? 63 kg chứ cao bao nhiêu vậy? Cái này em có 5 bông thôi nha mấy chị ơi. Em đang mặc là hồng cổ tròn. Cái này cái chị lên giúp giùm em là vàng cổ tròn. Ủa cái này là cam hay gì? Vàng cổ tròn giúp em nha, vàng cổ tròn. Em đang mặc là hồng cổ tròn, cái này là vàng cổ tròn. Hồng cổ tròn size số 5 còn hay chị? Hồng cổ tròn size số 5 cho chế Lo Nguyễn, hồng cổ tròn size 3. Size 3 còn luôn. Rồi cho chế Ly Nguyễn luôn. Là hết hồng size 3, hết hồng nữa. Ok, chị Thí Kiều hồng số 2. Hồng số 2 em chốt cho chế Thí Kiều. Chế Thí Kiều ơi, chế Thí Kiều chốt hồng đúng không? Phải không chế Thí Kiều ơi? Hồng số 3 cho chế Phượng Hồng. Hồng số 3 hết rồi chế Phượng Hồng ơi. Chị Xương Phan 54 kg cao bao nhiêu vậy chế ơi? Cho em cái chiều cao giúp chị. Ok, hồng cổ tròn số 3. Còn chế. Còn. Hết hết. Thứ ba mấy con trái trước xong hết rồi. Hồng cổ tròn size 3 em hết luôn rồi chế ơi. Hồng hả? Hồng cổ tròn size 2. Hồng cổ tròn size 2 cho chế Thí Kiều. Là hết hồng cổ tròn. Hết 2, hết 3, hết 4 nha. À còn cái nữa. Chị Thí Kiều là còn cái hồng cổ tròn size 2 nữa. Chế Nguyễn Gia Hưng mà đừng có mua giùm nữa nha chế Nguyễn Gia Hưng ơi. Em soạn cái đơn của chị Nguyễn Gia Hưng nha dùm chị đi Quyên. Mã số 31 á. Chế đừng có mua giùm nha, em khuyên một lời chân thành luôn, má công đó. Mua rồi à, chưa gửi tới là đã đổi ý rồi, chưa tính cái lúc mà gửi về nữa nha. Giờ mặt không vừa mặt này kia nữa, luôn luôn đó. Size số 3 luôn nha chị Ngọc Lan ơi. Bình thường chị mặc bên em là size 3 ôm không? Nếu mà bình thường mặc size 3 mấy cái áo kia mà nó đã ôm rồi thì cái áo này là size 4 giùm em luôn. Chị cho em xả xanh đen, mã hoa chốt cho em tím 3 thôi. Rồi lấy một cái tím 3 thôi, có không có mã nào tím 3 không? Xả rồi. Là xả 2 chị cái Nguyễn Gia Hưng được có hai cái mã xanh đen với mã tím thôi. Mã hoa chứ. Ủa mã hoa thôi. Rồi mã tím size số 3, mã tím 3 nãy mình còn không? Còn. Vậy là bây giờ lấy cái tím 3 thôi đúng không chị? Xả hai cái 2, kia. 2, 3, 4 ở giữa, cái cọc giữa Rồi xả gút biêu hai cái đó. Không, bên tay em á, bên cái hàng bìa ngoài mà cái giữa cái tay em á. Vàng cổ tròn size số 5 em chốt cho cái mai cao. Và size số 5 nha chế Ngô Kim Hồng ơi. Chế Xương Phan 1m6 nặng 54 kg hồng cổ tròn em hết size 2 rồi. Hả? Rồi vậy là chị Nguyễn Gia Hưng không có cái áo nào hết nha chị ơi, tím 3 em hết luôn rồi. Xả hai cái kia luôn là hết luôn nha. Vậy là chị Nguyễn Gia Hưng ở cái line này là không có cái nào hết nha. Chị Xương Phan ơi, hồng cổ tròn em hết rồi. Hết size 2 rồi. Hồng cổ tròn size 5 và vàng cổ tròn size số 5. Chị Thủy Nguyễn lên giúp em cân nặng chiều cao chứ ơi. Mấy chị mà mấy với lại mấy cô lớn lớn tuổi nhớ để ý giúp giùm em xíu nha. Một con tí xíu để thôi mặt không vừa. Vàng size 5 nè. Hồng còn cái nào thôi chứ. Rồi hồng cổ tròn size 5 em hết luôn rồi chị Su Su cà rốt. Hồng chỉ còn 1 cổ tròn size 5 chị Diệu Tường lấy cái nào ạ? À? Em mới lên có cho mấy chị là hồng với vàng thôi. Chồng hả? À rồi chị Thí Kiều có rồi hả? Vậy là bây giờ chỉ còn số 2. Ủa chị Thí Kiều có rồi hả Quyên? Hai cái hả? Ờ đúng rồi đúng rồi. Rồi vậy là hồng cổ tròn một cái size số 2 cho chế Xuân Phan nè. Ok chế Xuân Phan được cái hồng cổ tròn size 2 cho chế Xuân Phan. Nhưng mà mình còn một cái nữa nè, size 2 mình vẫn còn. Ủa size 2 còn nữa hả? Còn một cái nữa. Hồng size 2 em còn một cái nữa nha mấy chị. Áo này mặc ok lắm bé. Dạ em cảm ơn chế Hạnh Trần. Áo này mà chế Hạnh Trần mặc là bao đẹp luôn rồi. Dáng quá trình gọn luôn. Hồng size 5 em hết rồi nha chị Diệu Tường ơi. Hồng cổ tròn size 3 em hết luôn rồi. Hồng cổ tròn hiện tại bây giờ em chỉ còn 1 với 2 thôi. Lên giúp em cái này là mã da. Lên giúp em cái này là mã da nha cả nhà, mã da. Còn 1 2 3 4 5 đủ vào đủ xong. Em lên xanh biển thì nó sẽ bị trùng với cái kia nên là cái này lên giúp em mã da cả nhà. Da. 1 2 3 4 5. Da em còn 1 2 3 4 5 nè.
lên với em mã da nha các chị ơi. Da hồng cổ tròn, hiện tại em chỉ còn size 1 với size 2 thôi. Rồi lên với em mã này mã da với em. Da em còn 1, 2, 3, 4, 5 nè. Cho em mã da nha các chị. Đẹp chứ Hạnh Trần ơi, áo mà ba đợt này đẹp á, chế mặt chứ đi chùa đi này kia đều là ok luôn, chế vừa đẹp vừa mát. Da ba cho chế phượng hồng. Da ba cho chế phượng hồng, da năm cho chế diệu tường, da bốn cho chế hậu mỹ. Chị Thanh Hằng là size số mấy vậy chị Thanh Hằng ơi? Da ba cho chế Thanh Hằng. Cái này chị lấy size 3 luôn nha. Nói chung là chế nào gọn gọn người thì lấy đúng size luôn, còn chị nào tròn người hoặc cô nào hơi có tuổi tí xíu thì hãy lên size. Chớ em mã này là mã da nha cả nhà, mã da. Lâu lâu em có mới có một lô cổ tròn, các chị rất là đẹp luôn. Chớ em mã da nha cả nhà, mã da. Da kèm size giúp em. Rồi cái này là lên giúp em mã cam. Cam. Cam em còn được 1 2 3 4 5 rồi, 1 2 3 4 5 luôn. Nhưng mà mỗi một size em còn được có 1 2 2 áo rồi các chị đẹp nha. Em cho một chốt cái cổ tròn này em gần hết rồi. Cái cổ tròn này em còn tầm khoảng 30 áo nữa em hết rồi cả nhà. Chốt em mã cam đi cả nhà, cam. Cam cổ tròn size nãy chị Nguyễn Oanh là size mấy vậy chị? Chị khỏi lên số điện thoại nữa, chị Nguyễn Oanh ơi, có số điện thoại rồi khỏi lên nữa nha chị. Size 3, rồi, cam 3 chốt cho chế Nguyễn Oanh. Chị Mai Cao là chốt mã gì vậy, chế Mai Cao ơi, chế chốt mã da hả? Da size số 5 hả chế Mai Cao? Da 5 cho chế Mai Cao một áo. Cam 4 cho chế Nhã Lê. Chị Diệu Tường cho em cân nặng chiều cao, chị Diệu Tường ơi, cam 5 cho chị Diệu Tường. Nếu được thì cho em cân nặng chiều cao ha. Rồi lên giúp em mã cam nha, cái chị rất là đẹp luôn. Chớ em mã cam, cái này cái chị mặc đẹp hơn áo 4D rất là nhiều luôn nha cả nhà. Áo 4D thì thường em cũng in dạng này nè. Chị Sương Phan ơi, chị lấy quần á thì chị nói với mấy bạn chốt đơn lấy quần giùm em nha. Ở trên live em chỉ chốt áo thôi nha. Rồi cam 2 em chốt cho chế Xương Phan. Chị nào muốn lấy thêm quần đen thì xuống like nói với mấy bạn chốt đơn lấy giùm em nha cả nhà. Em hết vàng năm rồi nha chị Ngô Kim Hồng ơi, em còn cam năm cho chị Thanh Nhàn, em hết vàng năm rồi. Rồi cuối cùng là mã đỏ cả nhà ơi, đỏ em còn được 2 3 4 5 hả chị? Đỏ còn 2 3 4 5 hả? Chị thảy qua cho chị Hương ghi đi, ghi giá hay gì đây chị đang gặp cái này mã vàng rồi, chị vàng. Chị Ngô Kim Hồng được mã cam thôi nha chị, mã vàng em hết size 5 rồi. Em 94 mặt không có dừa, xả của chị Diệu Tường ra đi. Của chị Diệu Tường hai áo xả ra đi. Mã gì với mã gì vậy? Rồi chị Diệu Tường em 94 mặt không có dừa, em xin cân nặng chiều cao sao không cho gì chứ ơi. Cam 5 em chốt cho chế Hồng Dung Lê. Là hết cam 5. Là em hết cam 5. Đỏ size số 4. Đỏ 4 chốt cho chế Hà Phạm. Ngực 110 mặt không có dừa đâu chị. Đỏ 5 em chốt cho chế Ngô Kim Hồng. Bữa chị mua mặt dừa là chị mua áo này luôn hay gì? Áo cổ tròn luôn hay gì? Chị cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu? Sao em xin nãy giờ chị không cho em lên cái cân nặng cái chiều cao giùm em cái đi chị. Cam 5.
cho cô Thủy Nguyễn một cái cam với một cái da đi chị. Okay. Rồi của cô Thủy Nguyễn là một cái cam với một cái da ha. Rồi vậy là chốt cho chị. Rồi. Vậy là của chị Diệu Tường, chị chốt cổ tròn luôn đúng không? Nếu mà chị chốt cổ tròn mà size số 5 chị mặc vừa thì em chốt nha. Rồi chốt lại cho chị đi chị. Chị Diệu Tường này vậy là bỏ cái cam lại. Vậy là cô Diệu không? Chị được da. Cô Thủy Nguyễn là lấy mã da với mã đỏ nha cô. Cô Thủy Nguyễn lấy da với đỏ nha, cam con hết rồi. Chị Diệu Tường gọi hai áo. Bấm vào đi khác thì cái đường chị Diệu bỏ nè. Hai đứa lấy lại. Cô chỉ là hồi nãy cam. Cam với da đúng không? Khỏi bấm đi. Không có gạt mà tao cho nhau nhau. Đỏ với cam xe số 3 còn thôi chứ heo chứ đẹp. Đỏ 3 thì còn nữa. Cái gì mình lấy thì được. Còn cam 3. Còn cam. Đỏ 3 cam 3. Rồi đỏ 3 cam 3 cho chế su su. Đỏ cổ tròn xe số 5 em hết rồi. Xe số 5 hiện tại bây giờ chỉ còn mãi da em đang mặc thôi cả nhà ơi. Xe số 5 chỉ còn mãi da em đang mặc thôi ạ. Da với đỏ. Mấy chị ơi, mấy chị biết size rồi, mấy chị vui lòng mấy chị lên size giùm em đi mấy chị. Mấy chị cứ lên cái mã đồ không, em phải kéo tới kéo lui nó rất là lâu ha. Rồi cái bạn, cái chị mà chị lấy hàng chị cũng không có biết size nào, chị lấy chị phải quay qua chị hỏi em một cái thôi. Nên là mấy chị biết size rồi thì lên size giùm em luôn. Đỏ 3 còn không chị? Còn. Đỏ 3 cho chế Thanh Hằng. Còn cái đỏ 3 nữa. Đỏ 3 cho chế Nguyễn Oanh. Còn hết đỏ 3. Cô Thủy Nguyễn chất này là chất von lụa Nhật. Cô có mặc được không? Cái này là vải mỏng nha, con nói trước luôn. Vải mỏng, nếu như mà mình không được mặc được vải mỏng thì có thể là xả ra giùm con luôn nha. Để gửi tới nói ừ cô lớn tuổi rồi là cô mặc vải mỏng không được rồi. Nó mất công. Đó. Cái này là em cũng nói luôn với mấy chị khách mới nha. Vải là vải von lụa, nghe cái từ von là biết nó mỏng rồi. Nhưng mà khi mà mình mặc lên trên người thì mình không có thấy cái gì hết đó mấy chị. Thứ nhất là nó đã ôm sát vô trong người. Thứ hai là cái họa tiết nó sẽ che lại. Và thứ ba là cái nền màu đen nha. Mặc cái áo ngực màu đen hoặc màu xanh đen lên thì không có thấy gì hết. Tím với da cổ tròn xe số 3 là chị Kim Hương Lâm là lấy cái tím. Cái tím cổ tim hả chị? Tím cổ tim xe số 3 em hết. Da cổ tròn xe số 3 thì em còn. Đây là cô Thủy Nguyễn coi kỹ giúp con như cô còn khách. Nhà con quen với cái chất liệu vải này thì thôi là mọi người rất là ghiền rồi. Rất là đẹp ha, mặt rất là mát và lên form rất đẹp luôn. Nói chung là trong các cái bà ba mà em ra cho cái chị em bán 4-5 năm nay luôn. Cái hàng này là em ưng ý nhất thêm mấy chị. Thật sự luôn á. Mấy cái hàng kia là nó đẹp theo cái kiểu khác nha. Nhưng mà nếu mà để mà em lựa chọn á, là em sẽ lựa chọn cái chất liệu vải áo này. Và những cái họa tiết này lên rất là đẹp. Không cần phải may 4D. Tại vì chỉ có may 4D mới in được những cái hàng bông chân này thôi. Còn ví dụ như em may cho mấy chị là thun AT Mỹ hoặc là thun lạnh hay thun Hàn Quốc gì, nó chỉ là bông nguyên một cái áo nên nó rất là hiếm hàng bông chân. Đó, nên là cái áo này là rất đẹp nha. 90.000 một áo nha cô, quần con đang mặc là 70.000 một quần. Chị Đặng Lon là hồi nãy giờ em lên hai mẫu rất là rõ ràng nha. Em lên hai mẫu rất là rõ. Và thêm một cái nữa là em lên cái bông nó cũng khác. Và lên cái mã áo nó cũng khác nữa. Rồi chị sợ trùng là trùng cái gì? Chị em chốt nãy giờ lấy cổ tiên cổ tròn em có rồi, sợ trùng màu. Cái bông nó khác nhau, nó đâu có giống nhau đâu mà trùng chứ. Còn không thì chế xả hết cổ tròn đi, lấy cổ tiên thôi, lấy một loại thôi, không có sợ trùng nha. Chị Kim Hương Lâm là em chốt cho chị Kim Hương Lâm được một cái da. Em lên cho cái chị em mặc từng mẫu từng áo cái chị. Mã đồ em cũng lên, em cố tình em lên cho nó khác. Ví dụ như nó trùng bông em sẽ báo với mấy chị. Ừ cái này là nó giống cái bông hồi nãy nha. Nhưng mà là nó khác cái cổ thì em sẽ thông báo với mấy chị. Còn cái này là cái bông nó khác hoàn toàn với hồi nãy. Cái chị nhìn kỹ là nó sẽ khác nha, nó không có giống nha. Với lại mấy chị mua hàng online thì mấy chị nhìn giùm em mấy chị. Em đã mặc từng mẫu cho mấy chị coi rồi nên mấy chị coi kỹ giùm em ha.
rồi mình hãy chốt, chứ mình chưa gì hết trơn, mình cứ vô mình chốt xong rồi một hơi là mình nói mình sợ bị trùng bị này kia đó, không có trùng nha. Cái nào em lên nó rất là rõ nha, hai mẫu là lên hai mẫu nó khác. Dạ không có còn bộ nào size 3 hết á chị Hồng Loan, em còn size 4 không hả chị? Chị Nguyễn Tuyết Trang một bộ màu lam xám size số 3, mẫu mà tối hôm qua mẫu 145.000 đó đúng không chị? Em chốt cho chị mẫu này nha, giá 145 đồ bà Lai. Em coi dùm chị Nguyễn Oanh coi bao nhiêu áo rồi quý. 653 cuối. Rồi gửi đi luôn, đỏ với cam đúng không? Rồi hai áo gửi luôn khỏi rồi. Ok chế Nguyễn Oanh nha, bông tím size số 2 cổ tim cho chế Hương. Ok chế Nguyễn Tuyết Trang. Đó nên là chị Đặng Loan coi kỹ giúp em nha chị ơi, là mình chốt nha. Với lại nãy giờ là chị không có cái nào là cổ tròn hết á, nãy giờ chị chốt toàn bộ là cổ tim hết nha, chị chưa có được cái nào cổ tròn hết. Rồi của chị Đặng Loan á thì một chút xíu em kiểm tra lại luôn đi Quyên, coi coi có bị trùng không trùng bút ra luôn đi. Thôi xuống dưới khỏi kiểm. Số 33 cuối á. Mã 33, mã khách hàng. Mã đẹp cổ tim size số 3. Còn không? Chị Hương. Rồi hết rồi chế Kim Hương Lâm nha. Là dạ mà ba màu em có nha chị. Đỏ số 4 mình còn không chị? Ở ngoài bìa này chị. Đỏ 4 em chốt cho chế Dương Ánh. Thấy cái này hai. Rồi chị Dương Ánh gọi 2 ngày còn hơi bao, ngày 4, ngày 5. Ngày sale. Để em coi chị Dương Ánh có đi đơn được lần này chưa nha chị. Không có cái nào trùng với cái nào hết trơn á chị. Rồi vậy giữ lại đi. Chị Dương Ánh có một đơn hàng sale ở bên em ngày 4, ngày 5, gọi 2 ngày đều thuê bao hết. Số điện thoại coi lại giùm em coi chính xác chưa chị. 0937 437 236. Em đọc lại lần nữa nha, 0937 437 236. Phải số điện thoại của chị không? Cô chốt bộ sát nách tiếng cà không được à? Cô Nguyễn Biên nãy giờ con đâu có lên bộ nào sát nách mà tiếng cà gì đâu cô. Em chào chế Nguyễn Chi. Vàng cổ tim size số 5 còn không Quyên? Không. Rồi vàng size 5 hết luôn rồi chị Hồng Nhung Lê ơi. Vàng còn size 6 nữa. Size 3 mẫu cổ tim còn mã gì đọc lại chị Nguyên. Size 3 em còn xanh đen nha chị Kim Hương Lâm. Mã hoa. Mã hoa. À, xanh lá. Xanh lá. Xanh biển. Mã nâu. Rồi size số 3 là em còn được mã nâu, xanh biển, xanh lá, xanh đen với lại là mã hoa. Mã hoa là nền tiếng quế hả chị nha. Đơn hàng của số điện thoại của chị đúng rồi, nhưng mà bên em gọi 2 ngày toàn là thuê bao không à, với lại là đơn hàng của chị em chưa có thấy đi bên em lần nào hết chị nha. Bữa chị cho lộn rồi, chị có cho lại chưa chị? Không, bữa đó là xả đơn xong hết rồi chị mới lên là chị kia cho lại. Rồi cũng đâu có còn đơn đâu rồi chị nghe. À có nghĩa là cho lại rồi đúng không? Cho lại rồi nhưng mà không có chốt đầu thêm gì nữa. Đúng rồi. À rồi ok. Mình
Rồi ok chốt cho chị nha. Ok chốt. Đỏ size 4 cho chị Dương Ánh nha. Rồi em chốt lại cho chị nha. Coi kỹ số điện thoại giùm em nha chị. Bây giờ cho lại nữa hả? Rồi, số này là chính xác rồi đúng không? 0937437236. Rồi ok ha. Cô Thủy Nguyễn ơi, đơn hàng của cô là mấy bạn nhà bên con sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nha cô. Em chào chị Minh Thùy, rồi em qua mẫu nha mấy chị. Cái này có theo bông. Rồi thấy cái là ba lớn xuống xem đi chị. Hơi chè. Xanh đen cổ tiên thứ ba cho chị Kim Hương Lâm. Em gom cái này cho gọn là cho đúng luôn, em để qua cái góc này cho đúng luôn, em bưng cái ghê vậy đó luôn. Em dọn. Em lên cho các chị áo và ba lưới nha cả nhà. Áo bà ba này em đang bán 85 ngàn một áo, hôm nay em sẽ sale cho các chị nha. Hôm nay em sẽ sale cho các chị áo này còn 75 ngàn. Còn 75 ngàn cả nhà. Áo bà ba lưới rất là đẹp luôn. Em hết xuống được rồi. Phải xuống hết thì chị, phải xuống sale cho chị. Xe luôn á chị, nó cùng chung một lô luôn, nó cùng chung một lóc luôn. Em xe cho cái chị áo là ba von lưới nha cái chị, 75 ngàn áo nha. Áo này á là nó cũng mỏng nha mấy chị, nó không có dày nha. Ủa cái mã đẹp hôm bữa chốt dầu nha, mã đẹp ở trong cái hàng mẫu thì chốt dầu. Còn cái đẹp là xe 1, xe 2 vậy thôi đi. Giờ má đẹp là má nào quên rồi. Năm nè. Lâu quá. Lâu quá. Cái nào cũng có má đẹp hết rồi. Làm lại đi. Đây là body hair cho làm lại cho mình. Rồi 75 ngàn nha cả nhà ơi. Chốt con lưới nha. Rồi em đang mặc mã này là mã đẹp nha cả nhà. Đẹp đẹp size giúp em ạ, 75 ngàn em. Tôm đùi size số 2. Em kiểm thử coi còn nhiêu bộ vậy Quy. Ở đây còn 1 2 3 4 5 6 7. Ở trên này chắc nhiêu đó rồi. Ở trên đó còn nhiêu là có thể dưới đây là còn. Lấy hết luôn ừ, đếm hết số lượng như chị luôn. Trên cái to của hàng của chế là nó, em dán ở ngoài cái bọc á nha. Em bỏ vô một cái bọc trong, cái bọc ni lông trong và em dán ở cái bìa trắng á, chế nhìn chế xé cái bìa trắng ra. Nó nằm ở dưới cái bìa trắng á. Nó nằm ở phía ngoài chứ nó không có nằm ở phía trong. Hôm bữa kêu ghi cái bill lẹ để bỏ vô để em gói không chịu nào kiểm tới kiểm lui rồi tới chừng gói xong hết trơn rồi, rồi mới bỏ ra ngoài. Chị quá chị để tiếng cổ tròn size số 4, bước qua giùm em coi cái áo bà ba tiếng cổ tròn size số 4 còn không chị. Chế Thu Trinh coi cái bọc ở ngoài giùm em nha, tại hôm bữa cái cục hàng đó là em gói, em gói em để ở ngoài. Tiếng 4 em hết luôn rồi chị ơi, chị Thúy Nguyễn. Rồi áo em đang mặc là 75 ngàn nha cả nhà ơi. 75 ngàn lên giúp em mã đẹp ạ. À.
Qua lưới này chế mặt size số 4, vậy có thêm một size được không? Là sao chị Thúy Nhân? Là sao thì bây giờ em like thì chị cứ chốt bình thường ở trên like đi, còn những cái vấn đề gì thì chị nói với mấy bạn. Chứ bây giờ đó, giống như đó là cái chị nói em một ngày em xử lý rất là nhiều đơn ha, không thể nào mà em nhớ cái chị A đó chị bị cái gì, chị B đó cái đơn bị cái gì được. Nên á là ví dụ như lúc mà mấy bạn nhà em chốt đơn thì mấy chị cứ trao đổi với mấy bạn chốt đơn, có cái gì thì mấy chị mấy bạn lật sổ ra. Chứ bây giờ mà hỏi không có nhớ được thì em like thì mấy chị cứ chốt bình thường nha. Đâu có vấn đề gì đâu mà chốt không được chị. Like thì cứ chốt bình thường nha. Rồi mã đẹp em đang mặc. Đẹp em đang mặc còn sao mấy chị? Mã 38 cái size 2. 2 cái size 3. 38 cái size 2 và em xả ra được 2 cái size số 3. Cái đó 38 hả? Cộng cái này chưa? Cái này 7 nữa là nhiêu? 45. Vậy là 45 bộ nha chị, 45 bộ size 2 với 2 bộ size 3 là 47 bộ chế Thu Trinh này. Chị xé ở ngoài đi, em để vô cái bọc nữa đó chị, nó sẽ không có bị rớt cái bill đâu. Áo em mặc là giải thun lưới nha chị Su Su Cà Rốt. Rồi em đang mặc là mã đẹp nha các chị. Các chị lên giúp em mã này là mã sọc nha. Mã sọc. Chớ em mã sọc. À em sẽ nãy nói sale nhiêu vậy? Rồi bán cho các chị 70 luôn. 70 em bán cho hết cái lô này luôn nha mấy chị. 70 ngàn một áo. Em đang mặc là mã đẹp. Rồi mã này lên giúp em mã sọc 70 ngàn nha. Quần ống rộng chưa có cô Kim Oanh ơi. Đẹp size số 5 cho chị Quyên Nguyễn. Chế Thu Trinh ơi, chế lấy hết cho em luôn đi. Còn 7 bộ chế chừa lại cho em chi. Còn 7 bộ mẫu nè. 7 bộ em treo mẫu nè. Là tổng cộng 45 bộ nha. 45 bộ số 2 và 2 bộ số 3. Đẹp size số 5 cho chế xưa. Ok chốt hết cho chế Thu Trinh. À, đem lại ship giùm em luôn đi. Cảm ơn chị. Chế chốt hết đi, chút xíu em xuống em tính giá. Giá đẹp cho chế luôn. Cái này là em bán 115.000 hai bộ đúng không? Nếu mà chị lấy hết em sẽ tính cho chị là giá 50.000. Nhưng mà chị trả tiền phí ship giùm em. Cái này thì phải trả tiền phí ship chế nha, chứ em không có hỗ trợ ship được. Tại vì em bán cho chế là giá xuống là giá lỗ rồi đó. Giá cuối cùng. Tại vì á là nhập vô là sale, xưởng sale cho em là giá nó cũng là 55.000 rồi. Em bán cho chị 50 nhưng mà chị trả ship giùm em chứ em không trả nha. Còn nếu mà chị muốn em hỗ trợ ship cho chị á thì 25.000 tiền phí ship á thì tính giá 55.000. Tính về giá vốn. Rồi em tính cho chị giá 50 đi em, nhưng mà thu ship nha Quyên. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Chế Su Su Cà Rốt lấy cái này đẹp năm luôn hả chế Su Su Cà Rốt? Bình thường chế mặc bên em là áo size mấy? Cái form áo này trở về form áo bình thường nha, không cần phải lên size. Size 5 là 65-70kg, size số 4 là 60-65kg. Hồi nãy em bấm bill cho ai rồi chứ? Quyên Nguyễn. Đẹp 5 cho chế Quyên Nguyễn. Đẹp 5 cho chế Su Su Cà Rốt. Đẹp 5 cho chế Quỳnh Phụng. Rồi lên giúp em mã này nha các chị ơi. Mã này lên giúp giùm em là mã hồng đi. Lên giúp em mã hồng của chị Su Su Cà Rốt, đó là size 4. Lên với em mã này là mã hồng nha các chị, chốt em mã hồng 70.000. Chốt em mã hồng nha các chị ơi, mã hồng. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc, là ở bên mã xanh dương. Lên giúp em mã xanh dương. Chốt em xanh dương nha cả nhà. Đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Chốt em mã xanh dương. Đúng rồi chị. Hồng 2 em chốt cho chị Lưu Thanh Nguyệt.
đóng cho Banh biết luôn đi Hương. Đồ bộ thì em có nhưng mà bây giờ em đang lên bà ba nha mấy chị ơi, nên em chưa có, em không có, em chưa có lên bà bộ cho các chị nha. Lên giúp em beo hồng cả nhà ơi, beo hồng xanh dương size số 2 cho chế Lưu Thanh Nguyệt, đẹp 3 cho chế Quỳnh Lan. Em đang sale cho cái chị áo em đang mặc là 70.000 một áo, cái chị chốt thun lưới giúp em rất là đẹp nha. Chế su su cà rốt là lấy đẹp 5 và đẹp 4 luôn, hai áo luôn chị. Thêm cái đẹp 5 cho chị lại là hai áo. 70.000 một áo nha cả nhà ơi. Beo hồng size số 3 chốt cho chế Lily Nguyễn. Xanh dương size số 5 còn hơn chế Hương. Xanh dương là mã này nè. Dạ, xanh dương size số 5 em chốt cho chế Quyên Nguyễn. Beo hồng size số 4. Vậy hả? Vậy là xanh dương size số 5 em hết rồi chế Quyên Nguyễn rồi. Beo hồng 4 cho chế Laura. Cho chế Laura Đặng. Beo hồng size số 3 còn cái nào không chị? Beo hồng size số 3 cho chế Hương là hết beo hồng 3. Quần đen, quần nè chị, quần đen 70.000 một quần. Ở trên like là em chỉ chốt áo cho cái chị thôi, xuống like thì mấy chị muốn lấy quần thì nói với bạn nhà em chốt đơn lấy quần ha. Xanh dương size số 4 với beo hồng size số 4 cho chế Thúy Nhân. Rồi xanh dương size số 4 em hết. Beo hồng size số 4 hết luôn. Beo hồng size số 4 hết luôn nha chị Thúy Nhân ơi, hai cái chị chốt không có nha. Ông chị cái này em khó làm sai. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã cam. Ở mã bông hồng. Bông hồng em còn được có size 2. Size mấy chứ? Size 2, size 5. 6 còn không chị? Hồng, 6 còn bông cam thôi. Rồi, bông hồng em còn được size 2 với size 5, cái chị đẹp chốt em. Bông hồng. Cái này hình như còn có cái hộp. Bông hồng em còn được size 2 với size 5, cái chị đẹp chốt em mã bông hồng các chị. Bông hồng. Cái này là bông hồng nha, bông hồng. Bông hồng size số 2 cho chế Phương Uyên. Bông hồng size số 5 cho chế Thúy Nhân. Bông hồng size số 2 cho chế Lưu Thanh Nguyệt. Bông hồng size số 2 cho chế Lily Nguyễn. Hàng sale các chị đẹp nhà em chốt kỹ nha. Hàng sale là em không có hỗ trợ đổi trả nha các chị. Trừ khi là hàng lỗi nha mấy chế. Xanh riêu còn 2 với 4 hả chị? Xanh riêu em còn được một cái size 2 với một cái size 4. Xanh riêu em còn được size 2 với size 4. Các chị đẹp chốt em mã xanh riêu cả nhà ơi, đẹp lắm. Xanh riêu này là xuất sắc luôn, 70.000, lên giúp em 70.000 một áo. Chốt em xanh riêu, xanh riêu em còn được size 2 với lại là size 4. Còn bông cam nữa. Bông cam này còn 2 với 2. Xanh riêu 4 cho chị Tuyết Huệ. 16, 16 còn bông cam nữa. Riêu 2 cho chế Phương Uyên, là em hết riêu 2. Riêu 4 cho chế Laura Đặng là em hết riêu 4. Rồi chốt em bông cam. Bông cam em còn được size 2 2, 5, 6. Bông cam em còn được size 2, size 5 và size 6. Chốt em mã bông cam cả nhà. Áo còn 1 luôn bạn ơi. Bông cam em còn được 1, 2, 5, 6. Trả 1. Ủa trả 2. Cái lấy ngoài đi. Xanh riêu em hết ạ. Cam 5 cho chế Quyên Nguyễn. Cam 2 cho chế Ly Nguyễn. Cam em còn được 2, 5, 6 cả nhà ơi. Bông cam em còn được size 2, size 5 và size 6. Đủ chưa dạ, thằng đó đủ. Bông cam size 2 cho chế Tường Hạnh. Bông cam 5 cho chị Tuyết Huệ. Bông cam 2 cho chế Phương Nguyên.
rồi hết 2, hết 5, rồi còn 1 cái đó. Còn cam 5 còn nhiều. Bông cam em còn được 1, 5, 6 cả nhà ơi. Bông cam hiện tại còn được 1, 5, 6 chú em hả bông cam. Chú em mã họa tí. Cái này là mãi đỉnh luôn nha mấy chị ơi. Cái này là làm 2, 3, 4, 5, 6. Đơn của chị Tường Hạnh dồn đơn chị Hương với Nguyên. Ừ, dồn đơn đi luôn. Ok, chế Tường Hạnh nha. Bông cam size 3 không có chị ơi. Bông cam hiện tại em còn được 1, 5, 6. Lên giúp em mã này, mã họa tiết. Họa tiết em còn từ size 2 đến size 6. Chưa. Nhớ dồn mấy cái bộ hôm qua nha chứ Hương. Buộc như hôm bữa em buộc rồi đó, rồi kiểm cho chị luôn, rồi cái bill để vô trong luôn nha. Hay là chiều tôi góp mỗi là họa tiết xe xe 5 cho chế Quyên Nguyễn, họa tiết xe 2 cho chế Ly Ly Nguyễn. Chút xíu xíu em xuống em chị chứ gì, để ghi giá tiền rồi cộng ship ra cái ngoài bill trắng á. Còn ở trong cái bill hồng á thì ở trong cái bill hồng thì ghi là ship bưu điện tính. Cái họa tiết này rất đẹp luôn nha cả nhà. Áo này là kim tím toàn bộ luôn, chất von lưới nha chị ơi. Von lưới giúp em nha chị Mười Minh. Lên với em mã này, mã họa tiết cái chị ơi, họa tiết. À mình còn có cái năm này còn như lớp 6. Cũng còn một cặp năm nay rồi. Họa tiết 4 cho chị Tiết Huệ. Em đang like cho cái chị là von thun lưới nha cả nhà. Họa tiết này là em bán cỡ chừng 3 đợt rồi đó mấy chị. 3 đợt rồi. Đẹp lắm. Cái áo này lên là xuất sắc ha. Cái chị phối với quần màu trắng, quần màu vàng, quần màu xanh, coban. Đây em có cái quần màu xanh coban, xanh dương vậy nè. Các chị có chốt nguyên bộ này không? Để mặc vô cho mấy chị xem nha. Chị nào lấy quần xanh thì lên giúp em quần xanh luôn nha mấy chị. Nó là xanh dương nha. Nó là quần màu xanh dương. Lấy cái lấy cho em cái quần kia đi chứ. Ủa sao ở ngoài nó giống như trên nha, mà sao ở trong học thì nó tối hơn đúng không chị? Mẹ 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 tăng đúng không? Đấy, cho nên nó mệt thường chứ đúng không? Ờ, em tưởng nó rộng ra thì nó chị nào lấy quần xanh thì lên giúp em quần xanh luôn nha. Cái này em còn 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6 nha các chị ơi. Mã họa tiết này em còn 2, 3, 5, 6. 2, 3, 4, 6. Ủa 2, 3, 4, 6 lộn hết năm. Cái quần hồi nãy chị cho qua em nó cái quần nó được nó lên hả đúng không? Chắc chắc. Bộ bộ nào? Đây, trẻ nào lấy quần xanh thì lên với em quần xanh luôn ha. Họa tiết xe số 4 cho chị Lao Ra Đặng. Họa tiết 4 cho chế Ngọc Lan. Họa tiết 5 cho chị Su Su Cà Rốt. Họa tiết 5 hết nha chị Su Su Cà Rốt ơi, em gửi đơn. Họa tiết 3 cho chế Thu Trinh. Họa tiết 4 cho chị Su Su Cà Rốt. Sửa lên em đi chị, sửa cái bill của chị Su Su Cà Rốt thành xe đến. Quần xanh xe số 2 em chốt cho chế Tường Hạnh. Ok, chế Tường Hạnh. Bảy mươi ngàn một áo nha cả nhà ơi, 70 ngàn. Hoặc là cái chị mặc với cái áo màu xanh dương hồi nãy cũng đẹp nè. Cái quần xanh em đang mặc đó, cái chị mặc với cái áo màu xanh dương này nè các chị. Đây, nó cũng rất là hợp nha. Quần xanh không có size 5, chế Quyên Nguyễn ơi. Chế Quyên Nguyễn mặc quần mặc áo size số 5, mặc quần size số 3 cũng được nữa. Tại nó là quần ống rộng á, nên là chế mặc size số 3 cũng ok ha. Nếu mà mông của chị gọn thôi, không có bự lắm. Tại vì quần ống rộng nên là chị mặc nó cũng ok, nó vô, nó vừa hết á. Họa tiết size số 3, quần xanh size số 2 cho chế Lan Trương. Ok, chế Lan Trương.
Ok, chốt quần size số 3 cho chế Quyên. Mã xanh dương này em còn được size số 1, size số 3 và size số 6 nè các chị. Cái áo mã xanh dương này em còn được 1, 3, 6. Cả nhà chốt giúp em ha, 1, 2 luôn. 1, 2, 3, 6 cho mã xanh dương. Quần xanh không có size 4 chế may cao à. Quần xanh chế may cao mặc size số 3 được rồi. Size số 3 chị mặc cũng ok luôn nha. Xanh dương size số 3 cho chị Kim Hương Lâm là em hết xanh dương 3. Áo xanh dương, xanh dương 3 hết rồi chế Thu à, còn cái đúng không chị? Xanh dương 3 còn cái đúng không? Ok, xanh dương 3 cho chế Thu Trinh. Đẹp 3, đẹp 3 còn không chị? Đẹp 3 còn hết. Đẹp 3 hết rồi chế Lan Chương ơi. Áo xanh dương 60kg cho em chiều cao đi chị Trần Thuận ơi. À mà hết luôn rồi, em hết size 3, hết size 4 luôn rồi. Chế Quyên Nguyễn ơi, chế Quyên Nguyễn lấy xanh dương 6 hả? Lấy áo xanh dương 6 hả chị? Phải không chế Quyên Nguyễn ơi? Phải thì ok giúp em ha. Em còn được 2 cái xanh dương 6. Rồi áo xanh dương hiện tại bây giờ em còn được 1, 2, 6 cả nhà ơi. 1, 2, 6 chốt giúp em ạ. À. Rồi chế Quyên Nguyễn một cái xanh dương size 6 áo quá chứ không. Quần xanh size 3 cho chế Mai Cao. Em có một cái quần trắng nè. Thấy em cái quần trắng nè. Đơn của chế Kim Hương Lâm là gửi luôn, khỏi gọi. Ok chế Kim Hương Lâm. Em còn một cái quần trắng size số 2 cả nhà ơi. Size 2 là chị nào mặc áo quần, mặc áo size số 2, số 3 và số 4 thì các chị mặc được. Chị nào mặc áo size 2, size 3 và size 4 thì các chị mặc cái quần trắng size số 2 này giúp giùm em còn được một áo. Ủa anh một quần. Cái này nó dính dơ tí xíu, về giặt ra giùm em nha. Cái này giặt ra nha cả nhà, nó dính sình, dính bụi gì á. Rồi chị nào lấy quần trắng thì lên giúp em quần trắng nha. Quần trắng còn có một cái size 2 à. Là chị nào mặc áo size 2, size 3 và size 4 hoặc là size 1 thì cái chị mặc cũng được luôn. Chị Nguyễn Nương ơi, thun Mỹ á, là em còn được có vài màu thôi chị, chứ nó có được có một hoặc là hai mẫu à, nó còn lẻ lẻ à chị. Chị 60kg, cao 1m6, lấy cho chị hai áo, chị Trần Thuận. Chị Trần Thuận ơi, bây giờ chị lựa giùm em đi ha, chứ em không có biết áo nào để em lấy cho chị nữa. Rồi lên giúp em xanh ngọc. Xanh ngọc em còn có một cái size 1 mà cả nhà. Áo xanh ngọc này cái chị mặc với cái quần trắng hồi nãy là đẹp, bao đẹp luôn. Rồi cái này lên giúp em mã sọc xanh đi cả nhà. Sọc xanh nè. Còn đủ size. Chốt em mã sọc xanh nha cả nhà ơi, sọc xanh em còn đủ size. Sọc xanh lên giúp em, sọc xanh em sale cho các chị còn 70.000 một áo nha. Chốt em mã sọc xanh. Hồi nãy chị nào hỏi em áo sọc nè. Quên là áo lưới em còn mã sọc. Chớ em mã sọc xanh nha cả nhà ơi, sọc. Ủa mã sọc chứ đâu phải là sọc xanh. Chớ em mã sọc nha, mã sọc cái chị có thể phối với quần màu diễn được cho. Em đây em phối cho mấy chị quần màu đỏ cho nó trẻ. Cái này cái sọc của nó đủ màu hết trơn á nha các chị. Xanh đỏ tím vàng gì cũng có. Cái màu này nó hơi nổi nha. Cái nào mà thích trẻ trẻ nổi nổi thì lấy, còn không thì mặc với quần đen. Để sắc cầu vồng. Có những quần màu đỏ, quần màu xanh, quần màu gì cũng được. Màu hồng. Quần màu đen cũng ok luôn. Quần đen khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn các chị nói với mấy bạn lấy quần màu đen. Hồi nào lên.
gồm tạo lên. Tối nay mình sẽ chiến đấu. Ơi, cái đó còn cái xanh ngọc còn thứ 6 nữa nha. Cái xanh ngọc. Xanh ngọc em còn đựng cái xe 6 nữa nha cả nhà. 53kg cao bao nhiêu chị? 53kg chị hỏi em cái đồ. Chị Nguyễn Nương ơi, nói chung là hàng thun Mỹ em còn, nhưng mà bây giờ em không có biết nó còn màu mấy cái màu hôm bữa em like cuối cùng đó chị nha. Nó còn được có 2-3 màu gì à. C3 thì em còn đó. Nhưng mà em đưa nó xuống kho rồi, em không có ở trên này. Quần đỏ xe số 3 em chốt cho chế Hà Phạm. Quần đỏ 70.000 chế mùa thu cỏ. Quần đỏ 3 chế Quyên Nguyễn. Chế Quyên Nguyễn quần đỏ có xe 4 không chị? Lấy cho chế quần đỏ, chế Quyên Nguyễn quần đỏ xe 4. Tại nãy cái kia nó không có xe 3, không có xe 4 thì em lấy cho chị xe 3. Còn cái này có xe 4 thì lấy xe 4 nha chị. Dưới, đúng rồi. Đơn của chế, đơn của chế Quyên Nguyễn bữa giờ có đi được chưa ta? Được rồi. Được rồi hả? Để chị xóm nè. Dạ ok chế Quyên Nguyễn. Quần đỏ có size 1, có size 2 luôn nha chế Tường Hạnh ơi. Rồi quần đỏ size số 1 cho chế Tường Hạnh. Chị Quyên Nguyễn lấy size 3 luôn. Chị Quyên Nguyễn lấy size 4 chị. Lấy quần đỏ size 4 cho chị Quyên Nguyễn. Dưới đó chế, cuối cùng á, cái cuối cùng á. Đúng rồi. Em buông cái đó ra cho Quyên. Em buông cái quần đó ra chị coi cái chiều dài cái Quyên. Ừ đúng rồi, quần size 4. Chị Tường Hạnh là size 1, một cái quần đỏ size 1. Ok. Quần đỏ là 2 túi, chị mùa thu cỏ. Chiều nay em sẽ lên quần áo dài, tối em sẽ like áo dài cho mấy chị nha. Chị nào muốn mua áo dài thì canh like buổi tối giùm em. Tối nay like áo dài thì quần đợt này em may cho mấy chị là quần áo dài, đợt này em không có may túi. Em không có may túi nha. Nên là cái chị đẹp nhà em mặc áo dài thì xách cái túi giùm em. Chứ không có may túi nha. Quyên đứng lên lấy tiền chị. Trong đó. Đây trả 200 hả? Quần màu đỏ xe số 2, màu đen xe số 2 cho chế Loan Thị. Chị Nguyễn Nương ơi, chị gọi cho mấy chị lấy hàng cho chị là mấy không biết mấy được nha. Nếu mà chị không có yêu cầu mẫu, còn màu nào mấy bạn nhà em lấy cho. Tại vì size 3 em cũng còn được có cái màu, thường nó sẽ còn màu cam đất hoặc cái màu cam chai, cam gọi là cái màu cam cháy hay cái màu gì đó chị. Cái màu mà nó đậm đậm hơn tí xíu, em nhớ còn được 2 màu. Chị nào muốn mua hàng thì tối nay hàng về em mới biết nha chị lao ra đặng. Mã trắng bà ba nút thắt còn size số 3 không? Mã trắng bà ba nút thắt. Bông hả? Dạ bông. Kẻ trắng hả chị? Kẻ trắng size 3. Còn mã không? Trắng là cái bộ kia. Bà ba nút thắt cái tông. Bà ba nút là... thắt cái tông á. Dạ. Hết rồi chứ ơi. Mã kẻ trắng đúng không chị? Mã kẻ trắng xe số 3 em hết rồi. Đúng rồi, kẻ trắng, kẻ hồng, kẻ 3 em qua mình hết. Kẻ 5 biết rồi nha. Rồi em đang mặc là mã sọc nha các chị ơi. Áo em đang mặc là mã sọc nha. Mã này lên giúp em là mã bông hồng đi cả nhà. Bông hồng em còn được size số 2, size số 5 và size 6. Phải chứ? Ở 2 với 5 mà đâu có còn 6 đâu. Bông hồng em còn được size 2 với lại là size số 5 cả nhà ơi. 2 với 5. Mã bông hồng này em còn được 2 với 5 nha. Các chị đẹp chốt em mã bông hồng. Bông hồng em còn được size 2 với size 5. Mã này lên giúp em là mã hồng. Mã hồng em còn từ size 1 đến size 6, 70.000 một áo lên giúp em mã hồng. Rồi em lên tiếp cho các chị cái này. Cái này nó không phải là thun lưới mà em không biết gọi là thun gì nữa mấy chị, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Em còn được mã này lên giúp em là mã xanh biển. Chốt em mã xanh biển đi cả nhà. Xanh biển em còn được size 1, size 4.
xe 5. Rồi 145 giúp em luôn, 145. Mã hồng xe số 4 em chốt cho chế Tiết Huệ. Mã hồng xe số 3 cho chế Lan Chương. Rồi cái này lên giúp em mã xanh biển đi cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Cái này em còn được xe 1, xe 4, xe 5 mà. 145 lên giúp em mã xanh biển. Giải này nó cũng là giải thun mà nhà em không biết kêu bằng thun gì nha mấy chị. Cái áo này là siêu đẹp nha mấy chị ơi. Em còn được size 1, size 4, size 5. Cả nhà chốt giúp em 145 lên giúp em mã xanh biển. 62kg cao mét 55 trở lên thì size 4 nha chị Cúc Nguyễn. Mã hồng em còn size 4 nha. Em đang mặc là xanh biển nha cả nhà. Rồi mã này lên giúp em mã số 10. Mã số 10 em có 10.5 là 65-70kg và 10.6. 10.6 nha, em có 10.5 và 10.6. Hiện tại là giả váy em chưa có may thêm nha chị Nga Trịnh nha. Rồi em còn một cái này size số 4 thun lưới nè mấy chị, rất là đẹp nè. Lên với em mã M4 đi. 60-65kg mặc vừa, lên với em mã M4. 10.6 cho chế Quyên Nguyễn. 1m6 62kg là size 4 nha chị Cúc Nguyễn. Lên giúp em mã này mã M4 cho chị. 60-65kg lên giúp em mã M4. Xanh biển size số 4 cho chị Cúc Nguyễn. M4 em chốt cho chế Mai Cao. Em chừa lại là em mặc luôn rồi á chị. Chị Hồng Hội Trinh hết trơn rồi, cái mẫu đó em hết rồi. Cái mẫu mà chín tắc mang gồ hết rồi chứ, cái mẫu đó em hết trơn rồi. Mã hồng xe số 4 cho chị Cúc Nguyễn. Cái này em có một cái xe số 5 lên với em mã M5 đi cả nhà. Mã M5 nha. Cái này các chị mặc với quần đen sẽ rất là sang nè. Chớ em mã M5, 65-70kg, lên giúp em mã M5. Giải này nó như có kim tuyến, nó dợt kèm kim tuyến, nhuyễn nhuyễn theo á, mấy chị rất là đẹp nha. 65-70kg, lên giúp em mã M5. Rồi cái này, lên giúp giùm em mã này, cái này đẹp quá đẹp luôn. Trời ơi, lên giúp em mã này là mã đẹp nha. Ở môi mã Long Vũ đi mấy chị. Nó toàn là một cái lông vũ một bên rất là đẹp luôn ha. Lên với em mã lông vũ đi. 66kg đến 70-71kg mặc vừa, lên với em mã lông vũ. Nó là màu dạng như là màu da vậy đó. Cái áo này đẹp lắm nè. Có một cái một à. Mã này lên với em là mã đen đi cả nhà. Đen. Cái này tầm khoảng 63kg. Cái này là tầm khoảng 63 đến 67kg mặt ha. Cái áo này chị nào mặc size 4 thì chốt giúp em là tầm khoảng 63 đến 67kg. Lên giúp em mã này là mã đen. 63 đến 67kg lên giúp em mã đen cả nhà. Mã đen 70.000. Mã đen 4 4 4 4. Này size 4. Rồi lên giúp em mã này là mã bông hồng. Mã đen cho chị Cúc Nguyễn. Mã bông hồng em còn được size 3 với size 4 đó chị. Size 3 là 60-61kg trở lại mặc vừa, và size 4 là cho cái chị 65-67kg trở lại. Áo hồng này em có size 3. Size 3 là em chốt cho cái chị đẹp nhà em là 57kg đổ lên, 62kg đổ về là mã bông hồng 3. Rồi 63 đến 67kg thì lên giúp em là bông hồng 4. Rồi chốt giúp giùm em mã bông hồng 70.000 luôn. Chất này như chất tơ lạnh vậy đó mấy chị, rất là đẹp. Thun này dày dặn nè.
lên giúp em mã này ha, size 3 là 57 kg đến 62 kg và size 4 là 63 đến 67 kg, lên giúp em mã bông hồng, mã đen em hết rồi. Rồi hết đó các chị ơi, em hết rồi đó. Lưới ha, lưới ha, em còn được mã họa tiết nè, họa tiết em còn được 2 3 4 6. Họa tiết em còn 2 3 4 6, chốt giúp em họa tiết. Rồi cái này là mã bông hồng. Ồ, vậy là trùng hả? Cái này bông hồng nó bị trùng hả? Đâu mày, bỏ này đi. Chốt em bông cam đi cả nhà. Bông cam là còn được 1 5 6. Bông cam hiện tại là em còn được 1 5 6. Rồi mã đẹp. Mã đẹp là còn được 1 2 4 5 6. Mã đẹp em còn được 1 2 4 5 6 hết 3. Rồi em qua mẫu nha. Rồi em tạm offline ở đây luôn đi mấy chị, cho mấy bạn nha, em gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Trời ơi, cái combo này bà chế là xả ra nữa vậy. Qua mình chưa bán chị dọn vô luôn đó, cái vậy hả? Ờ, cái combo này mà không chốt. Đẹp 4 cho chế Tuyết Huệ. Bà ba bông nút thắt mà cách tân á hả chị? Bà ba bông nút thắt cách tân size số 3. Em còn được mã bông hồng nè, mã bông đỏ nè, mã họa tiết nè. Cái mã gì vậy chị? Đẹp 4 em chốt cho chứ Cúc Nguyễn. Có ba cái đó hả? Tím. Bông đỏ hết luôn ạ. Bông đỏ toàn. Xả ra. Okay. Rồi. Size số 3 em còn được mã tím nè, chế mã họa tiết, mã bông hồng với mã đỏ. Còn được 4 cái này. Chế Lan Chương, tím, họa tiết, bông hồng với đỏ. Là bà ba cách tân nha chế. Bà ba cách tân quần ống nhỏ 125.000 bộ á. Lấy đi chị để hết nữa đó. Còn có nhiêu đây nè, size 3 còn có nhiêu đây bộ nè. Cái bộ caro đó xem mấy gì cái này hả? Chị Lan Chương, chị Lan Chương lấy tím với họa tiết ok chứ, là em hết. Em hết tím 3 luôn. Rồi em tạm offline ở đây cho mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nha cả nhà. Cả nhà có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em nhé. Để cho mấy bạn nhà em chốt đơn, đơn đi chiều nay cho mấy chị luôn để mấy chị nhận hàng sớm nha cả nhà. Đơn đi buổi chiều sẽ đi nhanh hơn là đơn đi buổi sáng nha các chị. Đơn đi buổi sáng là đi chậm lắm đó. Đơn đi buổi chiều ngày hôm trước hôm sau các chị nhận được, chứ đơn đi buổi sáng có khi tới 2 3 ngày mới nhận được. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đi ban ngày nó đi quá cảnh tùm lum hết trơn các mấy chị.